À, xin chào các bạn, mình là Ánh. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chữa phần GLPT đề thi N4, đề chính thức của Quỹ Giao lưu Văn hóa Nhật Bản vào tháng 12 năm 2016 nhé. Mình sẽ công bố, mình sẽ chữa chi tiết và sẽ đưa ra cái phần biểu điểm tham khảo luôn. Bởi vì bên Nhật người ta không có công bố một cách công khai, do vậy cái phần biểu điểm này thì chúng ta chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé. Chúng ta không thể nào mà biết được chính xác nó là bao nhiêu. Thì tương tự như là N5 thì N4 thì người ta vẫn gộp phần đọc hiểu vào chung với lại phần Gengo Chisiki kiến thức ngôn ngữ. Thì phần đầu tiên thi đấy là phần Moji Goi, tức là phần từ vựng và chữ, đúng nhỉ? Chữ ở trong N5 thì có cả Hiragana và Katakana trong cái phần nhận diện mặt chữ ấy. Thế nhưng mà trong N4 thì N4 trở lên thì chỉ có phần Kanji thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vào chữa phần đầu tiên, đấy là phần Moji Goi nhá, phần từ vựng chữ Hán này. Trong N4 thì chúng ta sẽ có hai môn đai về Moji, tức là hai môn đai về chữ Hán. Môn đai đầu tiên, môn đai 1, đấy là môn đai mà người ta sẽ cho chữ Hán và các bạn sẽ cần phải đọc, viết, tìm được cách đọc đúng của chữ đấy là gì, đúng nhỉ? Ví dụ câu D này, これは一つ1000円 です, đúng nhỉ? Cái này, một cái là bao nhiêu? Một cái là 1000 yên, vậy thì 1000円 sẽ đọc là gì nhỉ? 1000円, như vậy là khoanh ba nhé. Thì tương tự, các câu ở trong môn đai 1 này sẽ là như vậy, các bạn sẽ tìm cách đọc của chữ Hán. Và trong phần này các bạn sẽ có tất cả là 9 câu và mỗi câu sẽ là một điểm. Đây mình sẽ nhập ra đây cho các bạn hình dung nhá. 9 câu này nhân một điểm này. Nó hơi bị lỗi phông một chút. Bằng 9 điểm. Đấy, các bạn sẽ xem là mình đúng được bao nhiêu câu. Thì các bạn dựa vào đấy để các bạn tính thôi. Đây cho nó không bị lỗi phông. Đấy. Môn đây 1 là 9 câu, mỗi câu 1 điểm, tổng là 9 điểm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần chữ này. Câu 1 này, đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ lạc đúng không? Kyo wa totemo tanoshii katta desu ne, đúng nhỉ? Cái này là đáp án số mấy? Đáp án số 2. Rồi. À xin lỗi, Tanoshikata phải là 3 chứ, nhìn nhầm này. Đấy. Chúng ta có đáp án số 1 là gì nhỉ? Isogashi là chữ mang đúng không? Nghĩa là bận. Đây. Đây. Thao tác nó hơi bị lâu một chút. Isogashi này. Đấy, nó phải là chữ này cơ. Tương tự chúng ta có chữ Suzushi là chữ gì nhỉ? Chữ lương, mát mẻ này. Và chữ Kanashi là chữ gì nhỉ? Chữ bi là buồn. Mấy chữ này thì các bạn học trong N3 nhé. N4 chưa có học. Đây là Tanoshikata. Tiếp theo câu số 2. Watashi wa kono gì đó ga suki desu. À, đây là chữ vị đúng không nhỉ? Ghép bởi bộ khẩu và chữ vị trong vị thành niên thì tạo ra chữ vị trong vị giác, đọc là đứng một mình đọc là gì nhỉ? À, Aji, đúng rồi. Vậy thì chúng ta sẽ khoanh đáp án số 4. Đấy. Các bạn có Katachi là gì đây nhỉ? Katachi là chữ hình này, học trong N3 này. Iro là chữ sắc, là màu này. Nioi là chữ gì nhỉ? Chữ mùi, các bạn học ở trong những trình độ cao hơn nhé. Câu số 3. この辺りはちょっとですね。Đây là chữ bất và chữ tiện đúng không? Vậy là bất tiện, trong chúng ta được học cái từ vựng đấy là gì nhỉ? Hư bên. Như vậy là chúng ta chọn đáp án số mấy? À, đáp án số 1, đúng rồi, hư bên. Các đáp án còn lại là bư bên hay là bư hên không đúng nhá. Tiếp theo câu số 4. Yasai nani nani kudasai, đây là chữ thiết, là cắt đúng không, đọc là kite. Đáp án đúng là đáp án số 2, ni băng. Chúng ta có totte là chữ gì nhỉ? Totte là chữ, có nhiều chữ viết là totte đúng không, có thể là chữ này, chữ thủ là lấy này, vẫn còn đấy nhá, nhưng mà lấy ví dụ một cái thôi. Arate là arau, là chữ gì nhỉ? Chữ rửa đúng không, tẩy này. Motte có thể là chữ chỉ, cầm nắm ấy. Còn đây là kite nhá,
Câu số 5. Hayashi sang. Đây là chữ dĩ và chữ ngoại. Và minna kimashita. À, dĩ ngoại là ngoài ngoài thằng Hayashi ra ấy, thì mọi người đã đến rồi. Dĩ ngoại đọc là igai đúng nhỉ? Igai. Như vậy là chúng ta có câu số 5 là đáp án số 4. Tiếp theo câu 6 này. Mado kara zutto o mitemashita. Nhìn nhìn cái gì nhỉ? Ngắm nhìn cái gì đó suốt từ cửa sổ. Cái chữ này là chữ vân đúng không? Thực ra chữ vân này là trong N4 thì tức là nếu mà chúng ta học, chúng ta nhìn thấy cái từ vựng có cái chữ này thì học ở những bài dưới rồi. Thế nhưng mà kanji ấy thì đến tận N3 mới học cái chữ vân này cơ. Đấy. Như vậy cái chữ vân này sẽ đọc là kumo nhé, đọc số 3. Hoặc không các bạn có thể dùng cái phương pháp loại trừ đúng nhỉ? Ví dụ các bạn có chữ hoshi là chữ gì đấy? Hoshi là chữ chữ tinh đúng nhỉ? Có nghĩa là vì sao này. Đấy. Yuki là chữ tuyết. Cái phần dưới nó hơi khác một chút. Cái phần dưới nó phải là nó giống như cái chữ 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 yo ấy. Đấy, chữ yo cứng ấy, không phải là cái kia nhá. Đây mình sẽ gõ lại cái chữ vân ở đây cho các bạn thấy sự khác nhau. Đấy, hai chữ đấy nó khác nhau nhá. Và sora là chữ không đúng nhỉ? Đây. Tiếp theo, câu số 7. Sono densha wa desu yo. À, đây là chữ cấp và chữ hành đúng nhỉ? Đọc là kyuko. Cả hai đều có trường âm. Kyuko, đáp án đúng là đáp án số 4. Hãy nhớ phải quy tắc trường âm đấy nhá. Cấp hành đều có trường âm cả. Các bạn nhớ sang những từ vựng khác ấy. Câu số 8 này. Kore wa sanai de kudasai. À, cái chữ này là chữ tả trong từ chụp ảnh đúng không? Đấy. Chụp ảnh ở trong phần từ vựng của từ xạ xin ấy. Thế nhưng mà có thể là các bạn sẽ không nhớ được âm kun của nó đúng nhỉ? Thì chúng ta xem một số phương án khác nhé. Osanai de, đây là thẻ nai, vậy thì động từ gốc là động từ osu. Osu là gì nhỉ? Ấn đẩy đúng không? Đây ví dụ osanai de. Đấy nó ra cái chữ này nhá. À utsu sanai de chính là cái chữ này đúng nhỉ? Động từ của nó là utsu sự, có nghĩa là chép, sao chép. Đây mình gõ này nó ra này. Đấy có ba chữ, trong đó có cái chữ tả này của chúng ta. Kesanai de là chữ gì? Kesanai de là kê sự, là chữ tiêu, xóa. Và otosanai de là otosu đúng nhỉ? Là đánh rơi. Không phải. Tiếp theo chúng ta có câu 9. À, vậy thì câu số 8 của chúng ta là đáp án số 2. Khoanh 2 vào đây. Câu 9 này. Sono iken ni wa hantai desu. Đúng nhỉ? Đây là chữ phản và chữ đối. À, chữ đối này, thực ra phản đối này là chúng ta học, chúng ta lên tận N3 chúng ta mới học cơ, nhưng mà người ta vẫn cho vào đây. Thực tại vì người ta không có quy định là cái nào là trong N nào đúng không? Người ta không có viết rõ ra nhá. Những cái các chữ thi N1 có thể là những cái chữ không có trong bảng thường dụng Hán tự. Những cái chữ thi N2 có thể là từ N1 cho xuống, N3, N2 cho xuống, tương tự N4 vậy đúng không? Ở đây như chúng ta thấy có vài câu là của những cái chữ Hán ở trình độ cao hơn đấy, như là chữ vân rồi chữ phản đối này. Đấy, thì tốt nhất là các bạn học được càng nhiều thì càng tốt nhá. Đấy, như vậy là môn đai đầu tiên có 9 câu. Môn đai số 2 của chúng ta vẫn là môn đai Moji đúng nhỉ? Phần thi là Moji Goi, trong đó Moji có nghĩa là chữ, chữ. Đấy, còn Goi là từ vựng. Thì môn đai số 2 vẫn là môn đai về chữ Hán, nhưng mà khác một chút đó là người ta cho cách đọc và các bạn nhận diện mặt chữ. Ví dụ, Chotto kuchi o akete kudasai, hãy mở miệng ra một chút đúng nhỉ? Vậy thì kuchi sẽ là đáp án số 1. Đây. Đây là chữ tự, đây là chữ mục là mắt, đây là chữ hồi đúng nhỉ, là lần. Vậy thì chỗ cư chi sẽ phải là chữ cái đáp án số 1 này. Đấy thì tương tự môn đai 2 này của các bạn cũng sẽ là bao nhiêu nhỉ? Cũng sẽ là 6 câu đúng không? 6 nhân 1 nhá. Bằng 6. Đấy mình không viết rõ là 6 điểm 1 điểm. À 6 câu 1 điểm nữa để cho nó đỡ bị gì nhỉ? Đỡ bị đổi phông loạn phông. Đấy, mình sẽ ghi tương tắt như thế này thôi. Chúng ta cùng xem này. Câu số 10. Kuroi kutsushita ga hoshii desu. Kuroi là chữ hắc đúng không? Đấy, chữ hắc, vậy thì chúng ta phải khoanh đáp án số 2. 2 là hắc đúng nhỉ? 1 là bạch đúng nhỉ? 1 là bạch đọc là gì nhỉ? 1 sẽ đọc là shiroi. Cho bé đi chút, chữ nó hơi to. Đây mình sẽ chỉnh ở đây. Chắc thì cho 14 là vừa rồi. Nhỏ nhỏ thôi, xương xương thôi.
Đây, xì rồi. Tiếp theo chúng ta có số 3 là chữ H. A chữ xích là màu đỏ đúng không? Đọc là Akai. Và 4 là gì nhỉ? Aoi. Đấy, như vậy là cứ đôi là màu đen là 2 nhé. Câu số 11 này, kê các cự là kế hoạch đúng không? Vậy là phải là chữ kế kế với chữ hoạch. Vậy thì chúng ta xem ở đây đâu là chữ kế với hoạch. Đây là gì nhỉ? Đây là kế và thư này. Chữ kế với chữ thư, đây là chữ đính. Chữ đính này các bạn học N1 đúng nhỉ? Trong từ đính chính ấy. Đính hoạch. Đây là kế hoạch và đây là đính thư. Vậy đúng là 3. Tiếp theo chúng ta có câu 12. Watashi wa isha ni naritai desu. Tôi muốn trở thành isha. Isha là bác sĩ. Vậy là chữ y chữ giả. Vậy xem cái nào là y giả nhé. Đây có phải không nhỉ? Không phải. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ... đây là chữ tượng. Đúng nhỉ? Chữ tượng có nghĩa là thợ giỏi. Chúng ta học là N1. Thượng, tượng và viên này. Đây là y và viên. Đúng nhỉ? Đây là tượng và giả. Và đây là y và giả. Đúng rồi. Isha là đáp án số 4. Câu số 13. Ashita no yoru. Kazoku to dekakemasu. Yoru là buổi, là ban đêm đúng không? Sẽ là ichi đúng nhỉ? À, vậy thì các đáp án còn lại sẽ như thế nào? Đây là chữ hiru đúng không? Là buổi trưa này. Cái số 3 là gì nhỉ? Cái số 3 ít khi đứng một mình nó đọc là yu nhưng mà nó thường đi với lại từ phương chẳng hạn để tạo ra dạng yugata nhá. Đây là asa là buổi sáng đúng không? Tiếp theo câu số 14, kasa o kashite kudasai là hãy cho mượn ô đúng không? Hãy cho mượn ô. Vậy thì cái nào là chữ ca sự? À đúng rồi, đáp án đúng là đáp án số 3. Đây là đáp án đúng nhá. Các chữ nó rất là na ná nhau các bạn để ý. Đây là chữ hóa trong từ giặc cờ, tạp hóa các bạn học ở N2. Đây là chữ tư cũng vậy, tư trong từ shigen, tài nguyên hay là shiryo, tư liệu ấy. Đấy. Từ vựng thì được học từ trước nhưng mà kanji của nó thì đến tận N2 chúng mới học sâu. Đây là chữ chất trong từ shitsumon, đúng nhỉ, chất vấn. Câu 15. Ashita wa saka no CI ga arimasu. CI là chữ gì nhỉ? CI là trận đấu, nghĩa là chữ thí, chữ hợp. Vậy xem cái nào là thí nhá. Đây không phải đúng nhỉ? Đây là bộ ngôn là không đúng rồi. Đây là cái chữ này mình cũng chưa thấy bao giờ. Có thể là nó gây nhiễu thôi, nó vẽ giống giống vậy để cho các bạn dễ nhầm thôi. Đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ hội này, đây là chữ gì nhỉ? Đây là chữ cũng là chữ sai với đằng sau là chữ hợp. Đây là thí và hội và đây là thí hợp, đúng vậy là yombang 4. Đấy, như vậy là môn đề này có 6 câu và mỗi câu là 1 điểm. Tiếp theo, sang môn đề 3 là môn đề goi từ vựng. Thì trong phần này các bạn sẽ lựa chọn cái từ vựng điền vào câu cho hợp nghĩa. Ví dụ, dashi ga ni arimasu. Các bạn sẽ đếm, dashi làm quyển tạp chí đúng không? Thì sẽ đếm là satsu, mai, dai, hiki. Chúng ta có satsu là đếm gì nhỉ? Đếm sách vở này. Đấy. Mai là đếm tờ tấm đúng không? Rồi thì áo là những đồ mỏng, dai là đếm xe cộ máy móc và hiki là đếm con vật đúng nhỉ? Vậy thì chúng ta có dashi là quyển đúng không nhỉ? Đấy, quyển nó giống như sách vở thì chọn ichi nhá. Tương tự các bạn sẽ làm các câu còn lại. À, phần này chúng ta sẽ có 10 câu. 10 câu và mỗi câu là 1 điểm. Các bạn lưu ý nhé, đây là chỉ là phần thông tin tham khảo thôi chứ không phải là chắc chắn nó là như vậy. Đấy, do vậy là các bạn nếu mà các bạn đến về các bạn so sánh đáp án với lại cái cách tính điểm mà nó không đúng thì các bạn cũng đừng có trách nhé, bởi vì người ta không có công bố, chúng ta không có biết, đúng nhỉ? Đặc biệt là N4, N5 nó lại không tách đọc hiểu ra ấy, càng khó. Câu 16 này, Sato-san ga keiga o shita to kiite minna shimashita. Sato-san, đúng nhỉ? À, nghe thấy tin Sato-san bị làm sao đấy? Bị thương đúng không? Đấy, đây có từ gì nhỉ? Keiga shita này. Kiite, đấy. Vậy thì mọi người làm sao? Một là gì nhỉ? Một là simpai, mọi người rất là lo lắng, nghe xuôi xuôi đấy. Keiken là kinh nghiệm, trải nghiệm đúng không? Shitsure là thất lễ. Ojigi là cúi chào. Vậy thì chúng ta phải có là simpai, đáp án 1. Câu số 17. Watashi ni wa shōrai kashū ni naru toyu nani nani ga arimasu. À, tôi ấy thì có một cái gì đó là trở thành ca sĩ trong tương lai. Đây các bạn thấy rằng cái cụ để chúng ta chọn đấy là trở thành cái gì đó trong tương lai đúng không? Vậy đây chắc chắn là một cái ước mơ đúng nhỉ? Sẽ là yume, đáp án đúng là đáp án số 2 nhá. Yume. Chúng ta có keshiki là phong cảnh, cảnh sắc này. Omoide là gì nhỉ? Omoide là kỷ niệm đúng không? Sewa là chăm sóc. Đấy. Thì trong trong N4 ấy thì người ta không có viết kanji nhiều đâu. Các bạn để ý này, simpai, keken, shitsure hay là ojigi ấy
nó thường là những cái chữ kanji của N3 trở lên nên người ta không có viết, đúng nhận người ta để hiragana thôi, tương tự mấy chữ ở dưới vậy, nên mình cũng sẽ không chữa chi tiết hơn nhé. Để những cái bài trình độ cao hơn mình sẽ viết rõ ra cho các bạn. Câu 18. Di san mo kondo no party ni kite kudasai ne. Chúng ta thấy có cái dạng ngữ pháp là kite kudasai. Ở cái này đánh sai rồi, phải là đánh bằng cái này chứ. Kite kudasai thì đi với te kudasai chính là dạng gì à? Nó sẽ có, chúng ta sẽ có là zehi, đúng rồi. Zehi đi với te kudasai nghĩa là nhất định là hãy làm gì đó, đúng không? Hoặc là zehi đi với tai, nhất định là muốn làm gì đó. Hijoni, hijoni nó giống như totemo nhưng mà lịch sự hơn nhá. Đấy, nó nghĩa là rất. Jiubun là đủ, đúng nhỉ? Đây không phải là hãy đến đủ hay là itsumo là hãy luôn luôn đến, không phải mà bảo là nhất định bạn hãy đến nhé. Zehi kite kudasai ne là câu gọi là cửa miệng ấy, câu kinh điển đấy. Câu số 19. これから機械の使い方をしますからよく聞いてください。Từ bây giờ ấy thì機械là cái máy này, 使い方là cách sử dụng. Chúng ta có đây là từ 機械の使い方, cách sử dụng của cái máy. Nên là hãy nghe kỹ vào, hãy nghe cẩn thận vào. Vậy thì khi mà cách sử dụng thì phải là gì nhỉ? Giải thích, hướng dẫn đúng không? Vậy thì phải là setsume. Đúng là sanban. Các bạn có ichi là gì nhỉ? Junbi. Junbi là chuẩn bị. Đấy. Chuẩn bị này, không phải. Dio là sử dụng, tận dụng, không đúng. Seisan là sản xuất, cũng không phải. Không phải nói là sản xuất cách sử dụng hay là sử dụng cách sử dụng hay là chuẩn bị cách sử dụng cả, mà phải là gì nhỉ? Giải thích nhá. Câu số 20. Hang warui no de nani nani mono wa taberaremasen. Vì răng bị đau ấy, đúng nhỉ? Vì răng không được tốt cho nên là không thể ăn được những đồ như nào đây nhỉ? Kibishi là gì nhỉ? Nghiêm khắc, nghiêm ngặt, đúng không? Nó dùng cho tính cách của con người ấy, hoặc là luật lệ hà khắc. Katai là cứng, đúng rồi, đáp án đúng là số 2, ni bang. Katai nhá. Hayai là nhanh này. Hukai là sâu, không phải, không dùng cho đồ ăn. Câu số 21. Mori san o deito ni nani nani ga ikenai to iwarimashita. Deito là kiểu như là hẹn hò ấy, đúng nhỉ, đi chơi ấy. Nhưng mà bị nói là, đúng nhỉ, bị nói là không đi được. Sasoi mashita, rủ này. Tsutai mashita, truyền tải nhắn nhủ này. Anashi mashita là hướng dẫn, dẫn đường. Shokashi mashita là giới thiệu. Vậy đây phải là gì nhỉ, rủ, đúng rồi. Đấy, rủ đi chơi nhá. Dạng cấu trúc cố định là như vậy. Tiếp theo câu 22. Watashi no musuko wa 1 nen de 5 kurai se ga takaku narimashita. Đây các bạn thấy có cái in tội là se ga takaku narimashita là gì nhỉ? Là cao lên. Đấy, cao lên, vậy thì đây phải là đơn vị chiều dài đúng không? Đúng là của chúng ta phải là xem cái nào là chiều dài. Gram là gì nhỉ? Là gram là cân nặng, nhưng không ai nói là cao lên 5 gram cả. Bang là số, đúng nhỉ? Số hiệu này. Ken là có thể là đếm cái vụ án các thứ bạn ạ. Các nó dùng từ ken. Senchi, đúng rồi, đáp án là senchi có nghĩa là cm. Tiếp theo, câu số 23. Omise de sandai no pasokon o nani nani ichiban karui pasokon o erabimashita. Ở đây này nó có cái câu là ba cái máy tính. Rồi thì gì đấy? Ichiban karui pasokon o erabimashita, và đã chọn ra cái mà nhẹ nhất, đúng nhỉ? Karui là nhẹ. Vậy thì phải là gì nhỉ? Từ ba cái mà chọn ra một cái, vậy là phải làm sao chúng với nhau? Phải so sánh chúng với nhau đúng không? Xem cái nào là so sánh nhá. Katazukete là katazukeru là sắp xếp dọn dẹp này. Kazoete là đếm. Kurabete là so sánh, đúng rồi. Harate là gì nhỉ? Harate là rửa, không phải, đúng của chúng ta là sanban. Câu 24. Tanaka-san no ie no denki ga tsuiteimasen ne. Tanaka-san wa nani nani no yo desu. Điện trong nhà Tanaka ấy thì không sáng, đúng không? Không bật. Hình như là Tanaka nào. Uso, uso là nói dối này. Jiyu là tự do, không liên quan. Chushi là chữ trung chỉ, có nghĩa là dừng lại. Và Rusu là vắng nhà, đúng rồi, đáp án đúng là Yombang nhá. Đấy. Câu số 25, câu cuối cùng của môn đai 3. Heya no kagi o sagashite imasu ga mada. Tôi đang tìm chìa khóa phòng, thế nhưng mà vẫn mitsukarimasen, đúng nhỉ? Mitsukarimasen là chưa tìm thấy. Tsukamasen là gì nhỉ? Tsukamasen là không bắt được, không tóm được ấy.
kiểu như bắt cá ấy, bắt tội phạm ấy. Shirimasen là không biết và Sawarimasen là không sờ, không chạm. Đúng, chúng ta phải là không tìm thấy đúng không? Không ai nói là tìm nhưng mà không biết đấy. Kiểu như là nếu câu là tôi tìm hiểu địa chỉ của anh Tanaka nhưng tôi vẫn không biết ấy, ấy thì còn có thể đúng được. Chứ còn đây là tôi đang tìm cái chìa khóa phòng của tôi mà lại nói là Mada Shirimasen là không có ai nói như vậy, rất là Okashi nhá, phải là Mitsukarimasen là chưa tìm thấy. Tiếp theo, Modai 4. Modai 4 là Modai Goi. Thế nhưng mà các bạn sẽ làm bằng cách đó là các bạn người ta sẽ cho các bạn một cái câu, sau đấy các bạn sẽ tìm cái câu đồng nghĩa với cái câu đó. Ví dụ, Nine mae ni Kyoto e ikimashita. 2 năm trước thì tôi đã đi Kyoto đúng không? Vậy thì xem câu nào đồng nghĩa này. Kino là hôm qua này, oto thôi là gì nhỉ? Oto thôi là hôm kia. Kyonen năm ngoái, ototoshi là năm kia. Vậy thì 2 năm trước sẽ là năm kia, đáp án đúng là 4 nhá. Các bạn sẽ chọn theo hình thức như vậy. À, cái này thì lên cái này thì giống N5 đúng nhỉ? Còn modai này lên N321 thì không có thay bằng từ đồng nghĩa. Thì với cái modai này ấy, các bạn sẽ có 5 câu và mỗi câu sẽ là 2 điểm và tổng là 10 điểm. Đấy, bởi vì là chúng ta sẽ phải dịch các câu nó dài hơn, nó phức tạp hơn nhiều so với lại những cái bài kia. Và tất nhiên nó vẫn chỉ là tham khảo thôi nhá. Cái này sao nó lại trôi lơ lửng ở đây nhỉ? Không biết sao cái này nó lại trôi ở đây. Đây, 5 câu nhân 2 bằng 10. Xem nào, nó vẫn bị trôi. Rồi, tóm lại là 5 nhân 2, 5 câu và mỗi câu 2 điểm là tổng là 10 điểm nhé. Cái này mình sẽ xóa đi. Không biết là đang làm sao mà nó lại thế. Chúng ta sẽ sang các câu này. Câu số 26. Ototo wa ano kissaten de aruba to shite imasu. Ototo wa là em trai tôi đang làm thêm ở cửa hàng kia. Vậy thì chúng ta xem nó khác nhau cái gì nhá. Đây các bạn thấy này, 1, 2, 3, 4, cái phần này vẫn giống hệt nhau đúng không? Ở cửa hàng kia em trai tôi. Nó khác nhau mỗi động từ thì chúng ta xem cái nào là hợp lý này. Matte imasu, là đang chờ, đang đợi đúng không? Không liên quan. Hataraite imasu là đang làm việc. À, thấy giống giống rồi. Kohio non de imasu, đang uống cà phê và đang nói chuyện với bạn. Tomodachi to hanashite imasu. Vậy đương nhiên đáp án đúng phải là Ichiban. À, xin lỗi, không phải Ichi mà là mấy nhỉ? Ni bằng đang làm việc nhá. Câu số 27. Watashi wa suie ga suki desu. Watashi wa suie ga suki desu. Suie là gì nhỉ? Là bơi, môn bơi đúng không? Môn bơi. Vậy thì đồng nghĩa là cái nào? Nào. Hashiru no ga suki desu. Tôi thích hashiru là chạy. Oyogu no ga suki desu. Oyogu là bơi. Vậy thì đúng của chúng ta là 2 đúng nhỉ? 3 là gì đấy? Gohan wo taberu no ga suki desu. Là tôi thích cái việc ăn cơm. Không đúng. Đây là thích đọc sách. Không phải. Tiếp theo câu 28. Sore wo kiite bikkuri shimashita. Nghe thấy tin đó thì tôi giật cả mình, đúng nhỉ? Vậy thì đồng nghĩa với bikkuri, chúng ta học ở bài số 39 thì phải đúng không? Thì là từ odorokimashita, đáp án đúng là số 4 nhá. Giật mình ngạc nhiên này. Waraimashita là cười, komarimashita là rắc rối. Okorimashita là tức giận, nổi giận, không đúng. Câu 29. Ano hito wa utsukushi desu ne. Utsukushi là chữ Mỹ. Đấy, hoặc là từ vựng nó là utsukushi nghĩa là đẹp. Vậy thì đẹp sẽ là ichi đúng không? Ano hito wa kirei desu ne. Ano hito wa genki desu ne. Genki là khỏe khoắn, không phải. Omoshiroi là thú vị, wakai là trẻ, không đúng. Câu 30. Kono kuni wa kome wo yūnyū shite imasu. Nó đang yūnyū là đang gì đấy? Đang nhập khẩu đúng không? Đang nhập khẩu gạo. Vậy xem câu nào mang nghĩa là nhập khẩu gạo nhé. Câu 1 này, cái nước này á nó đang utte imasu, nó đang bán gạo cho các nước khác đúng không? Hoka no kuni ni, đúng nhỉ? Sai. Nước này mà nó đang bán gạo cho nước khác thì nó phải là đang đang xuất khẩu đúng không nhỉ? Yūnyū chứ không phải là yūnyū. Câu số 2.
nước này nó đang nhận gạo từ nước khác. Không phải, đây không phải là nhận đúng không? Nhập khẩu nó khác với nhận. Nhận là không mất tiền, thế nhưng mà nhập khẩu ấy là phải mua, phải mất tiền. Câu số 3 này. Kono kuni wa kome o hoka no kuni kara katteimasu. Nó đang mua gạo từ nước khác. Đúng rồi, đáp án là đúng là 3. Và câu 4 là gì đây? Nước này nó cho nước khác gạo. Không đúng, đang nhập khẩu. Còn chưa xong, đã cho, đúng nhỉ? Tiếp theo, môn đài cuối cùng của phần GOEI, đấy là môn đài cách dùng từ. Đấy là môn đài có thể nói là khó nhất trong trong môn đài từ vựng, đúng nhỉ? Đấy, bởi vì nhiều khi là chúng ta thấy cái cách dùng nào nó cũng đúng đúng nhá, nhưng mà chỉ có một cái cách dùng duy nhất là hợp lý theo cái chuẩn dùng tiếng Nhật thôi. Ví dụ câu này, câu D này, steru steru, nếu mà chúng ta học rồi nghĩa là vứt đi đúng không? Vứt. Vậy thì chúng ta xem này, heyao zenbu stete kudasai, không ai nói là vứt phòng cả đâu nhỉ? Hay là hidoi koto suru no wa stete kudasai, làm những việc tồi tệ thì hãy vứt đi, đây là hãy bỏ đi, yamete không phải là stete. Vậy hai anh sai này. Koko ni iranai mono stete kudasai, hãy vứt những thứ mà không cần thiết ở đây đi, đúng không? Iranai là không cần thiết. Vậy đúng của chúng ta là samba, đây người ta khoanh ba này. Gakko no hon o kaban ni stete kudasai, vứt cặp vứt sách của trường vào cặp, đây phải là irete, hãy cho đúng không? Hãy cho sách vào cặp nhá. Đấy, do vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn đáp đúng là đáp án số 3. Thì môn đây này nó sẽ có từ N4 cho đến tận N1 thì vẫn còn cái phần này, và được đánh giá là cái phần khó nhất trong các môn đai về từ vựng. Đấy. Thì môn đai này chúng ta sẽ có là chúng ta có 5 câu, mỗi câu 2 điểm, vậy tổng là sẽ là 10 điểm. Đấy. Sẽ vào từng câu này. Câu đầu tiên, từ saikin. Saikin có nghĩa là gần đây đúng không? Đấy, gần đây, nhưng mà gần đây về mặt thời gian, xem câu 1 có đúng không nhá. Saikin ryōri ga dekita node issho ni tabemashou. Vì gần đây tôi đã nấu ăn, tôi đã nấu cơm xong, cho nên là hãy gì nhỉ, hãy cùng ăn nào. À, không ai nói là gần đây cả đúng nhỉ. Cái này phải là gì đấy? Cái này chúng ta phải sửa lại là gì? Saki. Saki đúng không? Có nghĩa là gì đấy? Có nghĩa là vừa mới ấy, đúng nhỉ, vừa xong nhá. Đây, chó này gần đây. Đấy. Câu 2, saikin shukudai o dashite kudasai, hãy nộp bài tập gần đây. Không ai nói thế hết đúng không? Mà phải là hãy nộp, có thể là hayaku chẳng hạn, hãy lập, hãy nộp nhanh đúng nhỉ, hoặc là sugu. Đấy, sugu ni shukudai o dashite kudasai, hãy nộp bài tập ngay lập tức. Câu số 3 thì sao? Câu số 3 này. Kimura san wa saikin kekkon shita so desu. Samura nghe nói là đã kết hôn dạo gần đây. À, câu này là câu chính xác đúng nhỉ? Dịch nghĩa rất là ổn này. Đấy. Không biết cụ thể là khi nào, nhưng mà nó trong khoảng thời gian đổ đổ lại đây đúng nhỉ, sẽ là dùng từ saikin như vậy nhé. Câu số 4, saikin densha ga kimasu kara isoide eki ni ikimashou. Vì tàu điện sẽ đến gần đây. Không phải, đây phải là sắp đến đúng nhỉ, nó chưa đến mà là nó sắp đến, sẽ dùng từ mosu. Đấy, đấy là mình sửa luôn cho các bạn nhé, cái cách dùng từ. Tại vì đôi khi chúng ta bị nói sai ấy, thì chúng ta phải sửa lại thì chúng ta mới có thể nắm bắt được cái cách sử dụng cho đúng. Tiếp theo câu số 32, từ từ gì nhỉ? Từ ô tô. Từ ô tô có nghĩa là tiếng động đúng không? Tiếng động nói chung của máy móc phương tiện đúng nhỉ? Không phải là tiếng người đúng không? Không phải là tiếng người, không phải là tiếng động vật. Vậy thì chúng ta sẽ xem thế nào là đúng nhá. Câu 1 này. Radio no oto ga ooki no de mou sukoshi chisaku shite kudasai. Vì tiếng đài nó to cho nên là hãy làm nhỏ đi một chút. Đúng rồi, đây là đáp án đúng luôn, đúng nhỉ? Thỏa mãn cái định nghĩa mà chúng ta vừa nói. Câu 2. Nihongo no oto ga jozu ni naritai no de mainichi takusan hanashimasu. Vì tôi muốn trở nên giỏi cái âm thanh của tiếng Nhật, đây chắc chắn không phải là ô tô mà phải là gì nhỉ? Phải là hạt xương đúng không? Phát âm. Câu 2 các bạn phải sửa thành hạt xương nhé. Muốn giỏi phát âm. Câu số 3 này. Mise no hito ni ookina oto de namae o yobaremashita. Tôi đã bị người trong quán đúng không? Gọi tên, tôi được người người trong quán gọi tên bằng cái giọng, bằng cái âm thanh rất là to, đây là phải giọng đúng nhỉ? Giọng người, và dùng từ koe. Từ koe mới đúng. Câu 4. Suzuki-san ga guitar de yume na oto o kiite kuremashita. Anh Suzuki ấy, anh ấy đã
gì nhỉ, anh đã thi cự, đây là chơi, anh đã chơi đàn guitar, một cái, một phải là một cái bản nhạc đúng không, chứ không, chứ không phải là một cái âm thanh, một cái tiếng động nổi tiếng đấy. Tiếp theo chúng ta có câu 33, kênh ngắc cự. Kênh ngắc cự là tham quan, phục vụ mục đích học tập đấy. Vậy thì xem cái nào hợp lý nhá. Kaban ga hoshii no de depato ni itte kênh ngắc cự shimasu, vì tôi muốn có cặp sách nên là tôi đã đi đến, nên là tôi sẽ đi đến Depato Bách Hóa để tham quan, không phải để xem đúng nhỉ, đơn giản là mi mát sự thôi. Đây cho hết ở đây cho nó nhìn cho nó không bị rối mắt. Đây có mấy mi mát sự đây này. Câu 2 này, wakaranai kanji wa jisho de kengaku shite kudasai, những cái kanji không biết ấy thì hãy tham quan bằng từ điển, không phải đây là hãy hãy gì nhỉ, shirabete, hãy tìm hiểu, hãy tra từ điển. Các bạn có từ tra từ điển là từ hi cự ấy, thế nhưng mà đấy là dùng là di số hi cự, còn di số đế sẽ dùng là từ shirabeeru nhá. Câu số 3 này, sensei ya tomodachi to gojo kengaku shimashita, thì hint để nhận ra cái kengaku đấy là đằng trước nó sẽ là một từ chỉ địa điểm, thế đây có từ gojo là công trường xưởng đúng không nhỉ, thì chúng ta chọn luôn đáp án đúng là đáp án số 3, sambang này đấy. Câu này có nghĩa là tôi đã tham quan cái nhà máy, đã tham quan xưởng với lại bạn bè và giáo viên đúng không nhỉ. Câu số 4, mai bang teribide nyusuo kengaku shitemasu, đương nhiên là TV thì chỉ dùng đơn giản là gì thôi, là mimasu xem đúng không. Đấy, đây là câu 33 nhé. Tiếp theo câu 34, kazaru. Kazaru là trang trí đúng không nhỉ, bày một cái đồ vật nào đó để một cho một nơi nào đó trở nên đẹp hơn, xem cái nào là đúng ý như vậy nhé. Câu 1 này, Yamada sensei wa testo no oshirase wo kyoshitsu ni kazarimashita, thầy Yamada ấy đã trang trí cái oshirase, cái thông báo về kỳ thi, về bài thi vào ở lớp học, khoai nó là trang trí cái đấy cả đúng nhỉ. Đây có thể là kakemasu đúng nhỉ, hoặc là harimasu, treo hoặc là dán, dán thì hợp lý hơn. Tiếp theo câu số 2, đây chó này sang đây, nó hơi thiếu chỗ thôi, cái này mình cứ để đây. Ô khách sang ga kimasu kara heya ni hana o kazarimashou, vì khách sắp đến cho nên là gì đấy, nên là hãy trang trí phòng bằng hoa nào, hãy trang trí hoa cho căn phòng này nào. Đúng rồi, đáp án đúng là hai, nhi bằng. Câu số 3 này, tenki ga warui no de sentaku mono wa uchi no naka ni kazarimasu, vì thời tiết xấu, vì thời tiết không đẹp đúng nhỉ, không có nắng ấy, nên là sentaku mono, cái đồ giặt xong ấy thì uchi no naka ni kazarimasu, đây không phải là kazarimasu mà là phải là gì đấy nhỉ, để ở trong nhà hoặc là phơi ở trong nhà đúng không, sẽ dùng từ hoshimasu đúng nhỉ, hoshimasu. Các bạn chưa được học cái từ này nhưng mà đây tiện mình sẽ sửa luôn. Câu số 4, kochi no eakon wa tonari no heya no kabe ni kazatte kudasai, cái điều hòa này ấy thì hãy trang trí lên cái bức tường ở phòng bên cạnh, không ai nói là trang trí mà phải là hãy gì đấy, hãy lắp đúng như hãy lắp đặt, động từ là tsukemasu đúng không nhỉ, chia nó sẽ ra tsukete ấy nhá. Câu số 35, koji của chúng ta là chữ công và chữ sự đúng nhỉ, đây nhưng mà người ta không viết dưới dạng Hán tự để các bạn Trung Quốc khỏi lấy đấy làm lợi thế ấy. Thì chữ công sự này có nghĩa là thi công, cái việc thi công, vậy thì nó phải liên quan đến công trình xây dựng hoặc là những cái gì đó đại loại như thế, thì chúng ta xem cái nào là hợp lý này. Câu 1 này, haga itakatta no de haisha de koji wo shite moraimashita, vì đau răng nên là tôi đã nhận được cái việc thi công, chắc chắn là sai rồi đúng không, không liên quan. Câu 2, kono seta wa furui desu ga koji wo shite zutto kiteimasu, cái áo len này thì cũ rồi nhưng mà tôi gì đó tôi thi công rồi tôi mặc suốt, không phải. Hondana ga koarete shimatta no de koji wo shimashita, cái giá sách nó đã hỏng rồi nên là tôi, không phải đúng nhỉ. Konomichi, đây các bạn thấy có từ michi này, michi là con đường, là một cái cơ sở hạ tầng, vậy thì hợp lý với từ koji đúng không, vì con đường này đang được thi công nên là thore thoremasen, không được đi qua, đúng của chúng ta là đáp án số 4 nhá. Đấy,
Như vậy là chúng ta đã kết thúc 5 môn đai phần Mozigoi. Thì phần Mozigoi ấy nó sẽ có tổng cộng là bao nhiêu điểm? 9 này, 6 này, 10 này, 10, 10, 45 điểm. Các bạn sẽ có 45 điểm phần Mozigoi. Tiếp theo, chúng ta sang phần Bumpo. Bumpo và Dokai đúng không nhỉ? Bumpo thì nó vẫn trong phần Gengo Chishiki thôi, phần kiến thức ngôn ngữ. À, nói lại một chút, đó là phần gì nhỉ? Phần Bumpo và Dokai ở N4 ấy, chúng ta sẽ có 60 phút để làm bài. Thì biểu điểm ấy nó sẽ có khoảng 40 điểm cho đọc hiểu và sẽ có khoảng 35 điểm cho gì đấy, 35 điểm cho phần gì nhỉ? Cho phần ngữ pháp đấy. Mà một câu đọc hiểu số điểm rất là cao. Do vậy 30 phút này thì mình khuyên các bạn dành khoảng bao nhiêu nhỉ? Dành khoảng tầm từ 20 đến 30 phút để làm ngữ pháp nhé. Còn lại thời gian còn lại là 30 phút các bạn làm mấy cái bài đọc hiểu đấy thì các bạn mới có thể giành được nhiều điểm được. Đấy, chứ không thì chúng ta sẽ không được điểm cao đâu. Bây giờ chúng ta sẽ vào chi tiết này. Môn đai 1 của phần ngữ pháp. Môn đai 1 của phần ngữ pháp ấy, đấy là chúng ta sẽ chọn hình thức ngữ pháp hợp lý để điền vào câu bị khuyết thiếu. Môn đai này các bạn sẽ có 15 câu. Mỗi câu là 1 điểm và tổng là 15 điểm. Ví dụ, watashi wa mai asa shimbun yomimasu, đọc báo, đọc cái gì đó, trợ từ là trợ từ hô vậy khoanh ba đúng không? Đương nhiên ví dụ thì người ta đưa ra một cái câu của trình độ N5 rồi. Tiếp theo nhé, câu 1 này. Kino no shukudai wa sukunakatta no de owarimashita. Bài kiểm tra, bài tập ngày hôm qua ấy, vì ít cho nên là tôi đã kết thúc với trong 20 phút đúng không? Thì làm gì với lượng thời gian là bao nhiêu? Chúng ta dùng trợ từ là trợ từ de đúng nhỉ? Vậy thì câu này của chúng ta sẽ là sambang đúng nhỉ? Không phải là gì nhỉ? Không phải là cái từ này đứng một mình đúng không? Không phải cái số này đứng một mình đơn lẻ như này nhá. Bình thường thì động từ này, đây là động từ ogarimashita, đây là số lượng từ. Bình thường số lượng từ và động từ ấy nó sẽ đứng liền với nhau. Ví dụ như là các bạn mua mấy cái bánh đúng nhỉ, thì các bạn sẽ dùng là ví dụ như là hai cái đi là gì nhỉ, futatsu kaimashita đúng không, nó không có gì nối. Thế nhưng mà đây là gì đây, đây là các bạn động từ này là động từ kết thúc với cái lượng thời gian đấy thì các bạn sẽ không thể nào mà ghép trực tiếp đấy. Đây là shika thì đi với thẻ nai đúng nhỉ, đây không có, đây là ô là không đúng rồi, vậy là phải là de nhá. Đấy, kết thúc trong 20 phút, kết thúc với 20 phút. Kono roboto hito kaiwa suru koto ga dekimasu. Con robot này nó có thể kaiwa, đương nhiên là với đúng không? Trợ từ tố, nói chuyện với con người. Ototo chisai toki yoku kegao shite ryoshin shinpai sasemashita. Em tôi ấy, khi nó còn bé thì nó hay bị thương, và đây là động từ shinpai là lo lắng, nó sasemashita nó làm cho bố mẹ phải lo lắng. Vậy thì chúng ta có cái đây là đối tượng làm cho đối tượng nào đó phải làm sao thì có hai dạng, một là ni hai là ố. Rất là may nó không có ní, nó mà có ní các bạn sẽ bị nhầm lẫn đấy đúng không nhỉ. Thì với nghĩa lại những cái động từ mà thể hiện cái cảm xúc như này thì chúng ta chọn trợ từ ố nhá. Đấy, ni bằng những câu như là làm khóc, làm cười, làm lo lắng, làm ngạc nhiên đấy, kiểu thế các bạn dùng trợ từ ố. Câu số 4 này. Hotel no asago hàng no pan ga totemo oishi katta no de gì đấy nhỉ, yatsu tabemashita. Cái bánh mì buổi sáng của khách sạn rất là ngon, tôi đã ăn. Đây mình vừa nói xong. Bình thường thì động từ và lượng từ sẽ không có phần nối. Thế nhưng mà tùy những cái ngữ cảnh cụ thể để nó có cái từ thích hợp đúng không? Ví dụ đế là lượng, là tôi có bằng đấy, liệu tôi có làm được không đúng không? Qua là lượng tối thiểu, còn mô là lượng nhiều. Thì đây các bạn thấy là ý trước nó bảo là gì đấy? Bánh ngon, cho nên là tôi đã ăn tận 8 cái, ăn những 8 cái. Ăn 8 cái là số lượng là nhiều đúng không? Vậy là trợ từ mô nhá. Ăn những 8 cái này. Câu 5. Kono Nihongo no jisho wa 150 nen mae ni gaikoku jin tsukurarimashita. Cái quyển từ điển tiếng Nhật này ấy, thì đây là thể bị động đúng không? Tsukurarimashita là thể bị động. Đấy, đây là người, vậy thì đằng sau là thể bị động. Đằng trước là người, người mà làm ra cái hành động đấy ấy, thì có chúng ta sẽ dùng ni hoặc dùng ni yotte đúng không nhỉ?
Thì ở đây không có ni, chỉ có niote. Đây lại là một cái việc mà mang tính sáng tạo ấy, làm ra quyển từ điển tiếng Nhật rồi thì mang ý nghĩa lịch sử. Vậy thì đúng nhất sẽ là yombang niote nhá. Kara không phải này. Ố cũng không, nitsuite là về, không đúng. Câu số 6. AC no undo jo wa tsukaemasu ga yoyaku ga hitsuyou desu. Cái sân vận động của thành phố A ấy thì có thể sử dụng nhưng cần phải đặt trước. Dare demo, dare o, dare ni, dare ga, chắc chắn là ai cũng có thể, là dare demo đúng nhỉ? Ichi. Câu 7 này. D-san itsumo kuni no kazoku ni renaku shimasu ka? Meru o kaku koto ga oi desu. Cái đứa Maeda này hỏi là đi này thường thì gì nhỉ? Mày thường làm thế nào để liên lạc với gia đình đúng không? Đứa này nó trả lời là thường thì tao viết mail, tao hay viết mail. Vậy thì làm thế nào là chính là doyatte, đáp án đúng là 3 đúng nhỉ? Không thể là donogurai, donogurai là hỏi là lượng bao nhiêu. Dono, donokuni là hỏi là cái nước nào. Doyu là thường trong kiểu là doyu imi là ý nghĩa như nào. Đây phải là doyatte nhá. Bởi vì đây nó đưa ra phương pháp cách làm đấy. Tiếp theo câu 8. Musume wa sengetsu koukou o sotsugyo shimashita. Daigaku no nyugaku shiki desu. Con gái tôi ấy, nó đã tốt nghiệp trường cấp 3 vào tháng trước và lễ nhập học đại học đúng nhỉ? Lễ vào đại học này. Dan dan là dần dần, nó đi đằng sau phải là những cái động từ diễn tả sự thay đổi, ví dụ như là dần dần lạnh đúng nhỉ? Dan dan samuku narimasu đúng nhỉ? Đấy, hay là amari, amari là không lắm đúng không? Đi với thể phủ định. N4 các bạn học đến đấy nhá. Còn đai tai là gì đấy? Đại khái đại loại là một sư ngữ là sắp. Đây nó mới tốt nghiệp thôi, còn nó có chưa có vào cái đây đúng không? Vậy thì đúng của chúng ta là yombang. Câu số 9. Kesa wa eki ni iku basu ga. Đây là có từ konakatta no de là thể phủ định, chắc chắn là cũng kinh điển. Nakanaka là mãi mà không đến đúng không nhỉ? Sáng nay vì xe buýt đi đến ga mãi nó không đến nên là tôi đã đi bằng taxi. Yato là cuối cùng này. Đấy. Không ai nói là cuối cùng đã không đến, nó phải là cuối cùng đã hoàn thành, đã làm được một cái điều gì đó. Thường nó mang nghĩa tích cực một chút. Kito là chắc chắn, nó hay đi với mấy cái kiểu như là hazu hay là desho ấy, daro ấy. Itsuka là một lúc nào đó, không đúng. Câu 10. Yamashita và Minami nói chuyện. Minami-san, ashita ka asatte karaoke ni ikanai? Là Minami này, ngày mai hoặc là ngày kia ấy thì có đi karaoke không? À, いいね。明日は都合が悪いけど、明後日大丈夫だよ。Nó bảo là được, ngày mai thì nó hơi bận, nhưng mà nếu là ngày kia đúng nhỉ? Nara. Chúng ta có nano ni là thế mà, đây không có cái sự gì nhỉ? Đây không có cái sự ngạc nhiên gì cả thì chúng ta không thể nào mà dùng nano ni được. Dakara là vì, bởi vì. Không ai nói là bởi vì, không có quan hệ nhân quả ở đây nhá. Đế mộ thì không đúng rồi. Vậy sẽ là nara là hợp lý nhất đúng nhỉ? Nếu là ngày kia ấy thì tao đi được. Watashi wa nani nani aida super de arubaito o shite mashita. Cái aida này chúng ta học. Cái aida này có quyển, hình như là quyển Mimi, Mimi kara ngữ pháp N4 dạy rồi. Nhưng mà trong thường những sách khác ấy là lên tận N3 mới học. Đấy. Do vậy là các bạn muốn mà nắm được kiến thức tốt nhất thì các bạn học nhiều quyển sách. Thì ở đây chưa học, coi như chưa học nhá, thì aida là danh từ thì nó sẽ cần phải nối với danh từ bằng no, vậy là chọn 3 đúng nhỉ? Còn nếu ngữ pháp thì nó là no luôn. Đấy, nó giống như toki ấy. Nghĩa là trong kỳ nghỉ hè thì tôi đã làm thêm ở cái cửa hàng này đúng nhỉ? Lên N3 chúng ta sẽ học kỹ hơn về cái mẫu này nhá. Nó chính là bài 1 của sách Shinkansen Master N3 luôn. Câu 12 này. Senshu niwa no ki o senshu niwa no ki no eda o kirimashita. Zenbu 2 jikan kakarimashita. Tuần trước ấy, tôi đã cắt cành ở cây trong vườn, của cây trong vườn. Đã mất 2 tiếng. Chúng ta học cái ngữ pháp gì nhỉ? Chúng ta học ngữ pháp mất bao lâu để làm gì sẽ là gì đấy? Danh từ cộng với ni hoặc là động từ veru cộng với lại no ni đúng không? Thì đây các bạn có kitari này với lại kirukadoka. Tari là liệt kê hành động đúng nhỉ? Rồi kadoka là lồng câu nghi vấn vào thì không đúng rồi, chỉ có kiru no ni với lại kiri ni thôi. Thì cái danh từ đấy nó phải là danh từ cái dạng mà danh động từ ấy, nhóm 3 ấy, đấy, chứ không phải là danh từ bỏ mas cộng với ni như thế này nhá. Do vậy chúng ta phải là kiru no ni. Câu số 13.
Yamada-san, ashita no gogo sakka no renshiu ni ikimasu ka? Này Yamada này, cái buổi chiều mai á thì mày có đi tập bóng đá không? Ê, ikimasu, được, tao đi được. Demo, gozenchiu ni yoji ga aru node. Thế nhưng mà buổi sáng thì tao có việc bận cho nên là okure naide kudasai. Đừng muộn, không nên muộn. Có lẽ là sẽ muộn và okurete wa ikemasen là không được muộn. Các bạn thấy 1, 2, 4 nghĩa gần như giống hệt nhau đúng không nhỉ? Đều nói là ý là cái việc muộn là không được. Không đúng, vậy phải là mấy? Sam bằng 3 nhé. Có lẽ là bị muộn, bởi vì sao nhỉ? Bởi vì là bóng đá là luyện vào buổi chiều nhưng mà trong cả buổi sáng nó có việc bận. Do vậy là xong việc thì nó còn phải đi lại các thứ nên có thể có nguy cơ là bị muộn đúng không? Đúng là số 3. Câu số 14 này, shokudo này, ở nhà ăn này. Mori nó nói là gì đây nhỉ? Mori nó bảo là aiteru seki ga arimasen ne. Nó bảo là không có cái ghế trống nào nhỉ? Thằng này bảo là e tức là ừ đúng rồi. Vậy thì cái đáp án nó phải là đúng là không có ghế nào trống. Đấy, các bạn thấy có này, akimashita. Demo asoko no seki ga gì đó yo. Thế nhưng nó bảo là không có ghế trống, thằng này bảo vâng. Ừ, vậy thì là phải không có ghế trống. Vậy thì akimashita, đúng là cái ghế ở đằng kia ấy, trống này, đang trống này hay là hình như đang trống, hình như đã trống là đều là trạng thái là trống. Vậy thì không thể nào mà đồng ý với cái câu là không có ghế trống đúng không? Vậy thì phải là ichi. Nếu như các bạn loại trừ đáp án thì sẽ còn một nhá. Vậy tại sao một là akiso desu lại đúng? Có nghĩa là à này, nhưng mà cái ghế ở đằng kia ấy có vẻ như là sắp trống. Cái ngữ pháp so desu này mang nghĩa là có vẻ sắp đúng không? Các bạn được học ở trong phần bài 43 gì thì phải. Đấy, sẽ là ý 1 nhá. À, honto desu ne. Akumade sukoshi machimasho. À, ừ, đúng rồi. Vậy thì mình sẽ chờ một chút cho đến lúc nó trống. Tức là gì nhỉ? Có thể là chúng ta nhìn thấy người ta, ví dụ như là ở trong nhà hàng ấy, người ta ăn gần hết đồ ăn rồi đúng không? Chúng ta nhìn thấy chúng ta phán đoán. À, vậy thì chắc là người này sắp ăn xong rồi, sắp đi rồi thì ghế sắp trống rồi. Sẽ là số 1, tình huống là như vậy. Câu 15. Kaigi shitsu de ở kaigi shitsu ở phòng họp, ở phòng học này. Hayashi nói gì đây nhỉ? Ueda-san, kaigi no junbi wa owarimashita ka? Tetsudaimashou ka? Là gì đây nhỉ? Ueda, cái việc chuẩn bị cho cuộc họp đã xong chưa? Tao giúp gì đó nhé, đúng nhỉ? Arigatou gozaimasu. Ja, issu ga hitotsu tarinai no de tonari no kaigi shitsu kara. À, cảm ơn. À, bởi vì là gì đây? Bởi vì là còn thiếu một cái ghế nữa, cho nên là từ phòng họp bên cạnh. Vậy thì cái thằng Hayashi là cái thằng muốn giúp thằng Ueda. Vậy thì cái câu mà thằng Ueda điền vào phải là câu mà nhờ cái thằng Hayashi làm. Vậy thì xem cái nào đúng nhá. Một này, motte konakute mo ii desu ka? Motte konakute mo ii desu ka là dạng te mo ii desu ka, là hỏi là tôi làm có được không, tôi không làm có được không, là hỏi cho mình làm đúng nhỉ? Mà đây thằng này nó bảo để nó giúp, vậy là câu này sai và dịch nghĩa không đúng. Không ai nói là không mang đến có được không, đúng nhỉ? Te nakute mo ii, không ai nói vậy cả. Câu 2 này, motte kite moraemasu ka? Tôi có thể nhận được cái việc mang ghế đến từ cái phòng này được không? Chính xác là đáp án số 2, đúng nhỉ? Thì te moraemasu ka chính là dạng kém lịch sự hơn một chút so với lại te moraemasen ka, đúng nhỉ? Rồi thì te itadakemasen ka nhá. Các bạn lưu ý, đúng là số 2 là cái biểu hiện mà mong muốn người khác làm gì cho mình. Gì nhỉ? Motte konai to ikemasen, tức là không mang đến thì không được, phải mang đến. Không ai nói vậy cả. Tương tự 4 cũng không đúng, đúng nhỉ? Đúng là số 2 nhá. Thì khi mà chúng ta mong ai đó làm gì cho chúng ta có thể dùng dạng là te kureru, te moraeru, te moraemasu ka, te moraemasen ka, te itadakemasen ka. Đấy. Nhiều cách nói lắm. Đấy là 15 câu của trong phần ngữ pháp trong câu. Tiếp theo, môn đai 2 là ngữ pháp trong câu tiếp. Nhưng mà môn đai này là môn đai dấu sao. Người ta gọi là môn đai dấu sao. Các bạn sẽ phải sắp xếp lại các cái từ cho hợp lý và chọn ra vị trí của dấu sao để khoanh. Thì môn đai này các bạn sẽ có 5 câu. Mỗi câu các bạn sẽ có 2 điểm. Bởi vì cái việc sắp xếp rất là lâu, đúng không nhỉ? Đấy, tổng các bạn sẽ có 10 điểm. Nếu mà làm đúng hết môn đai này, phần ví dụ này, ví dụ tsukue no gì gì đó arimasu ga ni ue pen, đương nhiên phải là tsukue no đằng sau phải là danh từ đúng không, sẽ là
Ue đúng nhỉ, ue hoặc pen. Thế nhưng mà không ai nói là bút của trên bàn mà phải nói là gì nhỉ? Ở trên bàn đấy. Tsukue no ue ni, đúng nhỉ? Pen ga arimasu. Như vậy thứ tự đúng của chúng ta đây. Này, tsukue no ue ni pen ga arimasu sẽ xếp được như thế này, và cái dấu sao vị trí số 3 tương ứng với từ pen, vậy các bạn sẽ khoanh, à khoanh cái pen là 4 nhá. Đấy, tương tự. Chúng ta sẽ làm thử này. Câu 16 này. Sengetsu made hanaya ga atta. Oishii desu. Dekita. Ringo no keiki ga kissaten wa basho ni. À, chúng ta có này. Để làm được cái mô đây này, các bạn phải xác định được cái vị trí của từ ở đầu và ở cuối. Đấy, phải là ở đầu hoặc là ở cuối nhá, thì mới có thể chọn được. Thứ hai đó là các bạn sẽ xem là những cái ngữ pháp ở trong những cái câu, những cái từ này này, ở trong cái câu này này, nó sẽ được lắp ghép với nhau để tạo thành gì nhỉ? Nó lắp ghép với nhau để tạo thành câu như nào cho hợp nghĩa là một, hợp ngữ pháp là hai. Đấy, đấy là cách để chúng ta làm. Ví dụ các bạn thấy đây có từ oishii desu là ngon. Ngon vậy là phải cái gì ngon, đúng không? Không thể nói tự nhiên lửng lửng ngon như này được. Vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây có từ Dingo no keiki ga, vậy là à đây chắc chắn phải là Dingo no keiki ga oishii desu. Vậy thì chúng ta có hai để ở đây, đúng không? Đây mình sẽ gõ luôn cả cái câu ra đây nhá. Dingo no keiki ga. Đấy, các bạn đã được đây rồi. Vậy các bạn có tiếp này. Các bạn có cái đây có từ dekita. Đấy, đây có từ ni. Vậy thì các bạn phải nhớ ngay đến cái ngữ pháp là N1 ni N2 ga dekita. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là có cái N2 được xây dựng, được hoàn thành ở N1, đúng không? Trong đó N1 là một cái vị trí mà nó rộng. Còn N2 là một cái vị trí, một cái công trình, một cái nơi nó hẹp, nó nhỏ. Đấy. Thì ở đây nếu như vậy thì dekita sẽ là ở đâu? Sẽ là ở cuối câu. Ở cuối câu. Thế nhưng ở đây dekita lại không phải là ở cuối câu. Ở cuối câu nó là oishii desu. Do vậy dekita ở đây nó sẽ là ở lửng. Ở lửng thì chúng ta sẽ phải gì nhỉ? Chúng ta sẽ phải xếp lại thành dạng bổ nghĩa. Như vậy nó phải là N1 ni dekita N2. Đấy, tức là cái N2 ấy được hoàn thành ở ở N1. Vậy thì các bạn thấy này, ở đây có hai từ chỉ địa điểm, đấy là từ kissaten, là từ kissaten là từ gì nhỉ? Là từ cái quán nước ấy, và từ basho ni. Basho ni là nơi. Vậy thì từ basho là từ rộng hơn, đúng không? Còn từ kissaten là từ gì nhỉ? Từ kissaten là từ hẹp hơn. Thì do vậy nó phải là chúng ta sẽ phải xếp được là basho. Được chưa? Ba số ni dekita kissaten wa. Đó. Đấy. Vậy thì chúng ta đã xong câu rồi. Và lại có này. Hanaya ga atta ba số ni. Tức là cái nơi mà có cửa hàng hoa. Rất là hợp nghĩa. Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta làm nhé. Như vậy, ba số ni là đáp án 4 này. Dekita là hạng 1 này. Đấy, kissaten là 3, Dingo no keiki là hai, mà vị trí này là vị trí số 2, là từ dekita, vậy là khoanh mấy? Khoanh 1 nhá. Vậy câu này có nghĩa là gì? Sengetsu made hanaya ga atta basho ni dekita kissaten wa, tức là cái cửa hàng mà gì đây nhỉ? Cái cửa hàng mà được hoàn thành tháng trước ở ở gì nhỉ? Ở chỗ có cái cửa hàng hoa ấy thì có cái món bánh táo rất là ngon. Đấy. Câu số 17 này. Kino no yoru ie ni kaette kara kagi wo oboete masen. Doko, oita, ni và ka. Tôi không nhớ. Lại đây các bạn thấy có từ doko và từ ka. Vậy đây chắc chắn phải là hình thức lồng câu hỏi vào trong một câu. Đúng là chúng ta học ở bài số bao nhiêu mình chả nhớ, 40 hay sao ấy, đúng không? Vậy thì trước cái từ oboete masen ấy là tôi không nhớ, thì phải là cái từ nhỉ, phải là từ cờ, đúng nhỉ? Đấy, thì các bạn thấy có cái phần phần mà ngắt giữa cái hai cái mệnh đề đấy là phải có từ cờ, đúng không? Cờ hoặc cá đô cờ, trong đó cờ đô cờ nếu như là không có cái nghi vấn từ, còn cờ là có nghi vấn từ, đúng nhỉ? Vậy thì đây chúng ta sẽ có cờ, chúng ta xếp ở đây. Trước cờ là thẻ gì nhỉ? Trước cờ là thẻ futsuke. Vậy đây có từ doko, không phải oita. À đây đúng rồi, oita là futsuke.
Đấy. Sao lại nhảy này? Để cho lên đây nhá. Đấy, nếu như này thì chúng ta xếp được luôn rồi đấy. Còn gì nhỉ? Còn đô cổ nhị đúng không? Đây. Đặt ở đâu đó chúng ta dùng hình thức là đô cổ nhị. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có đáp án, đây là đáp án đúng. Vậy thì khoanh ôi tà là đáp án số 2. Tiếp theo câu 18 này. Watashi wa piano jikan ga arimasen. Hiku no ga hiku. Saikin isogashi kute suki desu ga. Đây có suki desu ga, thích cái gì? Vậy chắc chắn trước nó phải là trợ từ ga. Ở đây có mỗi hiku no ga. Ấy, vậy thì chúng ta sẽ phải là gì nhỉ? Chúng ta sẽ phải là ghép một ở đằng trước 4 đúng không? Đây mình sẽ ghép một trước 4 nha, là hiku no ga, cách là một chút này, suki desu ga. Đấy, các bạn lại có là không, tôi rất là thích cái việc hiku, vậy thì phải là cái việc chơi piano đúng không? Đằng trước nó phải có trợ từ ố. Vậy thì ở đây chỉ có, đây chỉ có cái duy nhất đây là piano, vậy thì chúng ta sẽ xếp cái này ở ngay, ở ngay gì nhỉ, ở ngay sau cái piano hiku no ga suki desu ga này. Vậy thì còn iso, còn gì nhỉ, còn saikin isogashi kute và hiku thì xếp theo thứ tự là 2:3 hay là 3:2. Ở đây có từ không có thời gian, không có thời gian nếu mà nói như này rất là thiếu, phải là không có thời gian gì, thời gian chơi đúng không? Vậy là phải là hiku ở đây. À, vậy thì chúng ta đương nhiên sẽ là thằng còn lại là thằng gì nhỉ, thằng saikin isogashi kute sẽ là ở vị trí đầu sao đúng không? Đây. Nhá. Câu này của chúng ta nghĩa là gì nhỉ? Tôi ấy thì thích cái việc chơi piano, thế nhưng mà gần đây vì bận nên là không có thời gian chơi. Chúng ta sẽ khoanh đáp án số 3. Câu 19. Watashi wa 20歳の誕生日に祖父が、gì đó, います。大切にくれた、使った、カメラを。Chủ ngữ là tôi, đúng không? Chủ ngữ là tôi. Đuôi là đang là います. Vậy chắc chắn đây phải là động từ thể te います. Như vậy chúng ta sẽ phải xếp cái từ tsukatte ở cuối cùng. Đây, chúng ta sẽ có tsukatte ở đây. Đúng nhỉ? Tiếp theo các bạn có sô phừ ngã, sô phừ ngã ở đây là ông tôi làm gì đó. Đây là có từ kureta, đây phải ông tôi cho tôi đúng nhỉ? Đấy, kureta. Kureta. Nào kureta thì đằng trước, đằng sau nó là gì? Đằng sau nó phải là camera. Ồ, đúng nhỉ? Đây sẽ là taisetsu ni. Đấy. Nó là sử dụng một cách gì nhỉ? Sử dụng một cách cẩn thận, sử dụng một cách trân trọng nhá. Vậy thì chúng ta sẽ có đáp án đúng là đáp án số 1. Câu này có nghĩa là tôi ấy đang sử dụng một cách rất là trân trọng cái camera mà ông tôi cho tôi, ông tôi tặng tôi vào dịp sinh nhật 20 tuổi, đúng nhỉ? Rồi câu cuối cùng. Hayashi nói này, Daishu yakyu no shiai wo mini iko to omotte irun desu ga. D-san mo isshou ni dou desu ka? Tức là tuần sau ấy thì tớ định đi xem trận đấu bóng chày, thì đi có đi cùng với tớ không? Ê, yakyu no shiai desu ka? I desu ne. À, bóng chày à? Được đấy nhỉ. Zehi ikitai koto ga nai mini ita và no de. Chắc chắn trước no de phải là thẻ gì nhỉ? Trước no de phải là thẻ Futsuke, thẻ thông thường. Thì ở đây cả một thẻ tai này, nai hay là tà đều thông thường đều đi với nô đế. Tiếp theo chúng lại có đề sự đây đúng không? Đề sự này thì trước nó phải là tai đúng không nhỉ? Đó, vậy thì chúng ta sẽ có cái phần cuối cùng đây sẽ phải là zehi ikitai. Ikitai ở trước đề sự nhá, có nghĩa là à tớ rất là muốn đi.
Đấy. Vậy thì còn gì nhỉ? À, các bạn ấy có cô tố gá nai và đây ita đây vậy là ngữ pháp tà cô tố gá a rự, tà cô tố gá nai là chưa từng hay đã từng. Vậy thì chúng ta xếp được luôn rồi đúng không? Là gì nhỉ? Mini ita cô tố gá nai nô đệ. Đấy. Mình sẽ ngắt ra nha. Mini ita này là thẻ tà này rồi cô tố gá nai cộng với nô đệ. Như vậy cái dấu sao số 3 là ở vị trí của từ nô đệ đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ khoanh vuông bằng. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn thành bài dấu sao. Cũng không khó lắm đúng không? Tiếp theo môn đai 3. Môn đai 3 là môn đai dấu sao, môn đai ngữ pháp trong đoạn văn. Hay còn gọi là môn đai đục lỗ, nhiều bạn gọi thích gọi là môn đai đục lỗ ấy. Đấy, bởi vì nó cứ có những cái phần lỗ lỗ như thế này. Thì môn đai này có thể nói là môn đai khó nhất trong phần ngữ pháp đúng nhỉ? Bởi vì là nó cũng thực ra là khó thì cũng không phải là khó mà là nó chúng ta ít có thời gian để học để nghiền ngẫm kỹ về nó, đặc biệt là những cái đặc biệt là các bạn mới đang học trình độ N4 N5 chưa có thời gian luyện thi nhiều như là N3 N2 N1 đấy thì sẽ thấy khó. Thì cái môn đai số 3 này chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Đấy là chúng ta sẽ học kỹ những cái điểm ngữ pháp. Thực ra nó là tổng hợp của các cái bài ngữ pháp chúng ta nắm vững thì chúng ta sẽ làm được một cách tốt nhất. Chứ còn nếu mà gọi là phương pháp và cách làm thì thực ra nó rất là dài, không thể nói hết được trong vài phút được đúng nhỉ? Thì ở môn đây này chúng ta sẽ có 5 câu nhé, 5 câu và mỗi câu chúng ta cũng sẽ có 2 điểm đấy là 10 điểm tất cả. Thì nhiều bạn ấy các bạn nhầm cái môn đây này, các bạn thấy đây hình thức này nó giống như một bài đọc hiểu, các bạn tưởng đây là môn đai đọc hiểu, thế nhưng thực ra không phải, nó chỉ là môn đai gì đấy ngữ pháp thôi, số điểm rất là ít, do vậy là nếu mà thời gian chúng ta không còn thì chúng ta chọn nhanh nhá, không mất thời gian nhiều để làm cái môn đai này đấy, chọn nhanh, chọn thật là nhanh vào. Rồi chúng ta cùng đọc này. Shita no bunshō wa ryūgakusei no sakubun desu. Đây là gì đây nhỉ? Đây là bài văn dưới đây ấy, là một bài văn của một du học sinh. Sui e là bơi đúng không? Chúng ta vừa có từ đấy. Watashi no shumi wa sui e desu. Sở thích của tôi là bơi này. Maishu プール de oyoide imasu. Mỗi tuần thì tôi đều bơi ở cái プール, ở cái hồ bơi. 21 đã bắt chúng ta điền rồi nhá. Hantoshi mae ma de wa oyoku koto ga dekimasen deshita. Thế nhưng mà trước nửa năm trước đây ấy, đúng nhỉ? Cho đến một nửa năm trước đây thì tôi không thể bơi được. Đằng trước là tuần nào tôi cũng bơi ở hồ bơi. Đằng sau lại là gì nhỉ? Đằng sau lại là cho đến một nửa năm trước đây ấy, thì tôi không thể bơi được, là hai cái điều rất là ngược nhau. Thì có thể 21 này sẽ là từ nối đúng nhỉ? Đấy, mình xem có phải là phần bài tập từ nối không nhá. À đây đúng rồi. Nó bắt các bạn điền từ nối này, sore ni dakara shikashi và tatoeba. Sore ni là thêm nữa hơn nữa, nó nối hai cái mệnh đề mang tính chất đồng đẳng với nhau. Cô món ăn này rẻ đúng nhỉ? Yasui desu. Sore ni soshite ấy, hơn nữa lại ngon thì dùng cái này. Nhưng kia không phải đồng đẳng, kia là hai cái đối ngược nhau. Dakara là vì thế, vì vậy là nối quan hệ nhân quả. Shikashi là thế nhưng, tuy nhiên. À đây là đúng là đáp số 3 rồi. Bởi vì rõ ràng là gì đấy? Rõ ràng là bây giờ thì hàng tuần đều bơi nhưng mà ngày trước ấy đúng nhỉ, trước đấy 6 tháng trước thì không có bơi được, do vậy phải là tuy nhiên nhá. Ta tôi bà là nên đưa ra một cái ví dụ không phải. Chúng ta xem luôn câu 22 nhá, nó bắt điền là wa này, nara, demo và yori, được chưa? 22 là wa, nara, demo và yori. Bây giờ xem cái câu 22, dịch tiếp vào xem câu 22 này. Nihon ni iru mae ni sunde ita tokoro ni wa umi mo puru puru mo nakata no desu. No cái từ no này gần giống như từ cả đái, là vì mà cái nơi Tokoro này, nơi mà tôi sống trước khi đến Nhật ấy, thì nó biển không có, mà hồ bơi không có. Hantoshi mae natsu yasumi ni nihonjin no tomodachi to umi ni ikimashita. Tức là nửa năm trước ấy thì tôi đã đi biển với bạn người Nhật vào dịp hè. Tomodachi wa toku made oyoide ikimashita. Tức là bạn của tôi thì bơi ra tận nơi xa. Keredomo, thế nhưng watashi oyogemasen deshita, thế nhưng tôi đã không thể bơi. Đây là điền trợ từ gì đây, mình lại quên mất rồi, vừa thấy ở đây. À wa nara demo yori, à chắc chắn phải là gì đây, khi mà tôi làm chủ ngữ phải là trợ từ wa đúng không, không thể là nếu là hay là dù hay là yori là hơn được đấy.
Tiếp này. Tomodachi ga kakko yokatta no de watashi mo oyoi de mitai to omoimashita. Bởi vì bạn tôi rất là kakko yoi, kakko yokatta, kakko i nó là cool ngầu ấy đúng không nhỉ? Bởi vì bạn tôi rất là ngầu, rất là cool cho nên là tôi cũng muốn thử bơi. Tsugi no shiu kara cái tuần tiếp theo đấy ấy, machi no puru de oyogu renshu o hajimemashita. Thì tôi đã luyện tập bơi ở trong cái hồ bơi của thành phố. Suie no jōzu na tomodachi ni oyogi kata o. À chúng ta có này, đây là gì đây? Đây là tomodachi ni nha. Đây là oyogi kata nha. Tức là cách bơi. Đây là trợ từ ni, đây chắc chắn là tôi nhận được cái cách bơi, cách việc dạy cách bơi từ bạn đúng không? Xem cái câu 23 có phải là như vậy không nhá. Đây đúng rồi. Oshiete imashita. Nếu là nếu mà là tomodachi ni oshiete imashita tức là tôi dạy bạn tôi. Oshiete agemashita phải là bạn dạy cho ai đó đúng không? Bạn dạy cho một ai đó chứ không phải là hoặc là mình dạy cho ai đó thì mới dùng te age đúng không nhỉ? Đây là mình với bạn thì không thể dùng cái từ này được. Hoặc là mình dạy cho bạn thì cũng mới dùng là te age nhá. Oshiete kuremashita tức là bạn dạy cho mình đúng nhỉ? Thế nhưng mà khi đấy thì bạn phải là trợ từ ga đấy. Tomodachi ga đúng nhỉ? Oyogikata o oshiete kuremashita. Thế nhưng đây là trợ từ ni thì chắc chắn phải là te morau đúng nhỉ? Đáp án đúng là số. À, cái này lỗi rồi. Quanh tròn ở đây. À, oshiete moraimashita mới là đáp án đúng nhá. Tiếp này. Muzukashi kata desu ga mai shu tomodachi to renshu shimashita. Khó thế nhưng mà hàng tuần ấy thì tôi đều luyện tập với bạn của tôi. Sore de vì thế, sukoshi zutsu vì vậy mà dần dần. À cái từ sukoshi zutsu này nó mang nghĩa là gì nhỉ? Nó mang nghĩa là dần dần đúng không? Thì đằng sau nó phải là một nó phải có cái động từ diễn tả sự biến đổi chứ không thể là động từ bất kỳ được. Vậy thì các bạn sẽ xem câu 24 cái nào có động từ biến đổi nhá. Một này. Oyoi de okimashita. VT okimasu nghĩa là làm trước, không phải động từ biến đổi. Oyogeru yōu ni narimashita đã trở nên có thể bơi được. Đây động từ narimashita là động từ thể hiện biến đổi đúng rồi, đúng rồi. Số 2. Oyoi de shimaimashita nghĩa là gì đấy? À, lỡ bơi hay là gì gì đó những cái nghĩa không được tốt, không chọn đúng nhỉ? Oyogeru koto ni narimashita. Koto ngữ pháp veru koto ni narimashita bạn chưa được học, nó nghĩa là ai đó quyết định làm gì đúng nhỉ? À, một việc gì đó được quyết định cho một người đó phải làm đấy, thì chúng ta sẽ dùng 4 nhưng mà đây không phải, vậy thì đúng phải là 2. Nó sẽ có yoni narimashita là sự thay đổi nhá. Rồi tiếp theo. Ima wa hitori de renshu shite imasu. Bây giờ ấy, thì tôi đang luyện tập một mình. Oyogu no totemo tanoshi desu. Cái việc bơi ấy thì rất là vui. Tsugi ni umi ni iku made ni. Trước khi đi biển vào lần tới thì tôi cái gì đó nhiều này. Đây chắc là bơi nhiều này. Chứ xem cái nào đúng này. Renshu suru tame desu. Renshu shita yōu desu. Renshu shitai desu. Renshu suru so desu. So desu là nghe nói. Ta yōu desu là hình như. Chắc chắn là 2, 4 không hợp lý rồi. Tame là vì, bởi vì. Đấy. Hoặc là để, không phải. Đây phải là shitai, đơn thuần là tôi muốn tập nhiều đúng không? Chúng ta khoanh 3. Đấy. Như vậy là đã xong 3 môn đài ngữ pháp đúng không nhỉ? 3 môn đài ngữ pháp của chúng ta tổng sẽ là 35 điểm. Với lại môn đai từ vựng là 45 là 80 đúng không? Vậy thì còn lại môn đai đọc hiểu sẽ là tổng là 40 điểm đúng nhỉ? Thì chúng ta sẽ xem môn đai đọc hiểu của N4 có những cái gì nhá. Bắt đầu môn đai đọc hiểu sẽ là môn đai 4. Trong N4 các bạn sẽ đọc 4 đoạn văn ngắn, một đoạn văn trung bình và một bài tìm thông tin. Tổng cộng chúng ta sẽ có bài 4 đoạn ngắn là 4 câu hỏi này, bài đoạn văn trung bình có 4 câu, đoạn tìm thông tin 2 câu tổng là 10 câu hỏi, mỗi câu 4 điểm. Tổng sẽ là 40 điểm. Vậy thì từ vựng, ngữ pháp, đúng nhỉ, kanji và đọc tổng đúng là 120 điểm nhá. Nó chưa tách gộp phần đọc hiểu riêng ra như N3. Bây giờ chúng ta sẽ xem bài đọc của chúng ta nhá. Kono oshirase ga Nihongo gakkō no kyōshitsu ni arimasu. Cái thông báo này nó ở trong phòng của trường tiếng Nhật. Thì những cái môn đài này mình khuyên các bạn nên đọc trước câu hỏi một tí để định hình ra để mình đọc này. Câu hỏi này. Câu 26 này. Shiken chuu no mikkakan ni wasuremono o tori ni ikitai hito wa dou shinakureba narimasen ka? Tức là gì nhỉ? Tức là
Đây hint chúng ta phải để ý tí, kỹ từng cái từ này này. Trong 3 ngày thi ấy thì wasuremono tori ni ikitahito, cái người mà để quên, người mà muốn đi lấy đồ để quên ấy thì sẽ phải làm gì đúng không? Đấy, chúng ta sẽ dịch được cái câu hỏi trước để chúng ta lên bài đọc chúng ta đọc nhé. Chúng ta sẽ đọc qua này. Wasuremono ga arimashita. Tìm lấy đồ để quên đúng không? Wasureta hito wa sensei tachi no heya e tori ni ikite kudasai. Những người để quên đồ ấy, thì hãy đến phòng của sensei để lấy. Vậy thì chắc là có bạn sẽ chọn là đến phòng của sensei lấy đúng không? Thế nhưng đằng sau nó vẫn còn, nó chưa đề cập đến cái ngày thi, do vậy chưa chọn vội nhá. Đây ví dụ di chỗ để quên từ điển thì sẽ ở phòng 103 này, rồi thì boshi là gì đây nhỉ? Ở phòng tìm thấy ở phòng gì đấy? Tìm thấy ở nhà ăn. Đấy. Ở đây các bạn thấy này. Từ ngày mùng 5 tháng 12 đến ngày mùng 7 tháng 12 ấy, đúng không? 3 ngày. Shikenchu bắt đầu thấy có xuất hiện từ Shikenchu. Vì là đang thi, do vậy sensei tachi no heya ni wa hairemasen. Hairemasen tức là trong lúc thi thì không được vào phòng của sensei, mà gì đây? Mà hãy gì nhỉ? Hãy nói với sensei. Hãy nói chuyện với sensei của lớp mình ấy ở phòng học, học phòng học đấy. Tóm lại là trong ngày thi thì không được vào phòng và phải nói chuyện với sensei đúng không? Ở lớp học. Vậy thì chúng ta xem cái nào đúng nhá. Một này, shiken ga owaru made machimasu, chờ đến khi kỳ thi kết thúc, không nói đúng không? Trên bài không có đề cập đến giải pháp là phải làm như vậy. Câu không được suy diễn nhé. Câu 2, sensei tachi no heya e tori ni ikimasu, đi đến phòng của sensei để lấy, không được đúng nhỉ? Wasuremono ga atta basho e tori ni ikimasu, đi đến nơi mà có đồ để quên để lấy, không phải. Câu 4 là kyoshitsu de jibun no kurasu no sensei ni hanashimasu, đúng rồi, nói chuyện với sensei của lớp mình ở phòng. Chính xác là đáp án số 4. Đấy, cũng không khó lắm đúng không? Thì có từ đồng nghĩa là itte kudasai là hãy nói với, thì nó giống như là hanashimasu ấy. Tiếp theo đoạn 2 nhé. Đoạn 2 này. Watashi no tanoshimi wa nan desu ka? Cái thú vui, cái sở thích của tôi là cái gì? Đấy, sở thích của tôi là cái gì? Các bạn nhìn này, nó gạch chân cái cụm là watashi no tanoshimi ở đây. Vậy thì toàn bộ cái phần trước này, trước no này là chính là cái phần giải thích cho cái từ tanoshimi này. Nếu là chúng ta có kinh nghiệm ấy, thì các bạn chỉ cần đọc mỗi câu cuối atatakai heya de i ice cream wo taberu, ăn gì nhỉ, ăn kem ngon ở phòng gì đấy, ở phòng ấm đúng không? Đấy, ăn kem ngon ở phòng ấm thì chúng ta xem cái nào là ăn kem ngon ở phòng ấm. Có một với hai đúng nhỉ? Đây là ăn kem hàng ngày vào mùa đông và đây là ăn kem gì nhỉ, ăn kem đắt tiền vào mùa đông đúng không? Thì chúng ta có thể đoán là kem ngon chắc là kem đắt tiền đúng nhỉ? Nói vậy thôi chứ đừng có suy diễn như vậy, vậy thì các bạn sẽ bị lừa đấy. Đấy, nếu như là làm quen thì mình sẽ chọn được luôn là đáp án đúng là đáp án số 2 đúng nhỉ? Bởi vì là thường là sẽ là ăn kem vào mùa hè đúng không? Nhưng mà người này sẽ là phải là vào mùa đông, nó sẽ khác biệt đi một chút. Nhưng mà chúng ta chưa quen nên chúng ta cứ đọc hết nhá. Nào bài đọc này. Ice cream wa natsu ni taberu to totemo oishii desu ga. Tức là kem ấy nếu mà ăn vào mùa hè thì rất là ngon. Nhưng mà watashi wa samui fuyu demo tokidoki tabemasu. Đây ở đây có từ tokidoki, thỉnh thoảng này. Natsu wa mainichi taberu node yasui mono shi ka kaimasen. Tức là vào cái gì đây nhỉ? Vào cái mùa hè ấy, vì nó ăn hàng ngày. Mùa hè thì ăn hàng ngày này. Cho nên là nó chỉ có thể mua được những cái thứ rẻ thôi. Nhưng mà mùa đông thì nó sẽ mua những thứ đắt. Và cái việc ăn kem ngon ở cái phòng, ở một căn phòng ấm áp ấy, là một cái gì đây? Là một cái thú vui của nó. Vậy thì thú vui của nó là gì? Chúng ta thấy này, một này là ăn kem hàng ngày. Đây chắc chắn là vào mùa đông, là mùa đông nó chỉ bảo là tokidoki thôi nhá. Như vậy là chúng ta sẽ loại một đúng nhỉ? Bởi vì có từ gì nhỉ? Mai băng này. Tiếp theo câu 2. Fuyu ni atatakai heya de takai ku ice cream wo taberu koto. Đó là cái việc gì đấy? Cái việc mà ăn kem đắt tiền ở phòng ấm vào mùa đông. Đúng rồi đúng không? Thế nhưng mà chúng ta cứ đọc tiếp xem có cái nào đúng hơn nó không nhá. Câu 3 này. Natsu ni mai băng ice cream wo taberu koto. Cái việc ăn kem hàng ngày vào mùa hè. Nó đúng là ăn kem hàng ngày vào mùa hè thật.
đúng không? Thế nhưng đó không phải là cái thú vui của nó. Cái thú vui của nó ấy là phải ăn vào trong cái phòng Atarakai, là cái phòng ấm áp ấy. Thì phòng ấm áp thì phải là bên ngoài, phải là lạnh, phải là mùa đông đúng không? Đấy, chứ còn nếu mà là mùa hè thì bình thường quá. Vậy là ba cũng sai nhá. Tiếp theo câu số 4 này. Ăn kem đắt tiền vào mùa hè. Mùa hè thì nó chỉ ăn những thứ Yashimono đúng không? Đấy, do vậy đây là Takai là sai đúng không nhỉ? Vậy thì đúng của chúng ta là mấy? Nghi bằng. Tiếp theo. Đoạn 3 này. Nihongo gakkou de, ở trường tiếng Nhật. Takada sensei no tsukue no ue ni kono memo ga arimasu. Trên bàn của ông thầy Takada ấy, có một cái mẩu ghi chú như thế này. Đây. Chúng ta xem qua một chút về cái câu hỏi nhé. Những câu bài ngắn này mình khuyên các bạn nên đọc câu hỏi trước. Kono memo yonde. Takada sensei wa Hayashi san ni nani o shirase nakereba narimasen ka? Đọc cái memo này thì ông thầy này sẽ phải thông báo gì cho cái bạn Hayashi này, đúng nhỉ? Thì bây giờ chúng ta mới lên đây chúng ta xem này. Đây câu chào này đúng không nhỉ? Misoko jo no Hayashi san kara denwa ga arimashita. Đã có điện thoại từ cái bạn Hayashi ở công trường Miso đúng không? Vào tháng 1 này. 1月 ni kōjō kengaku ができるのは cái thời gian mà có thể tham quan được công trường vào tháng 1 đấy là mấy giờ nhỉ? Là nghe nói là 14, 15 giờ. Mười 15 giờ ngày bao nhiêu? Ngày 26 hoặc là 10, 11 giờ ngày 19. Đấy. Tiếp theo này. Kengaku no hito jikan ga kimattara, tức là nếu mà gì đấy, nếu mà thời gian và cái ngày, thời gian này và cái ngày tham quan ấy được quyết định thì denwa ga hoshito itemashita, thì sẽ được, thì muốn có một cuộc điện thoại đúng không? Vậy thì đây chắc chắn là người ta sẽ phải cần thông tin đấy là gì nhỉ, về cái ngày tham quan và cái gì nhỉ, và cái gì cần. Đấy. Tiếp theo này, iku hito no kazu mo oshiete moraitai so desu. Còn muốn biết cả cái số gì đây? Muốn biết cả cái số người mà đi nữa. Oshiete moraitai tức là muốn nhận được cái việc chỉ, đúng nhỉ? Temoraitai tức là muốn người khác làm gì cho mình, muốn người ta chỉ cho mình, muốn cái thầy này chỉ cho mình cái số lượng người sẽ đi. Như vậy cần biết thông tin là ngày giờ tham quan và số người đi đúng không? Đấy, chúng ta có ba cái đó nhá. Đây có từ hoshi này là người ta muốn biết cái thông tin như vậy. Rồi đây có temoraitai. Đó. Xem câu 28 là những cái gì? Câu 1 này. Kōjō kengaku ni iku hito no kazu dake. Chỉ cái số người này chắc chắn là chigaimasu rồi. Câu số 2. Kōjō kengaku ni iku hito jikan dake. Chỉ cái ngày và thời gian đi chưa đủ đúng không? Cái nào phải có hai cái mới đúng. Kōjō kengaku ni iku hito jikan to iku hito no kazu. Ngày giờ đi và số người đi, chính xác là câu số 3. Và đây là gì đây nhỉ? Ichigo ro kimaru ka, bao giờ được quyết định, thì không có đề cập đến ở đây, do vậy không chọn cái này nhá. Tiếp theo câu 4. Câu cuối cùng này. Câu này là một câu có thể gọi là có thể chọn một cách làm rất là nhanh, có thể chọn được luôn đáp án. Câu hỏi này, watashi wa doushite kuroi kesigomu o kaimashita ka? Nhân vật tôi tại sao lại mua cái cục tẩy đen? Đây có từ doushite là tại sao? Tại sao? À, câu hỏi tại sao nhá. Tại sao lại mua cái cục tẩy đen? Thì các bạn nhìn nhìn thấy ở đây này, tôi này, đây có cái từ watashi là tôi đấy, có cái cụm từ mua này, lại có từ kara đấy, vì gì đó nên tôi đã mua. Vậy thì chắc chắn đây đây là cái câu mà gì nhỉ, là đáp án của chúng ta. Watashi wa iro ga kakkou ii kara katta no de, tôi ấy, bởi vì là gì nhỉ, bởi vì cái màu sắc nó rất là đẹp ấy, rất là cool đấy, đấy nên tôi đã mua. Vậy thì phải là 4. Đấy, đây là cách mà chúng ta chọn đáp án mà không dựa vào
cái việc mà đọc hết toàn bộ đoạn văn, thế nhưng mà đôi khi nó sẽ mắc bẫy và gây nhầm lẫn đấy. Vậy là các bạn khi mà chưa có cơ hội, chưa có nhiều cái kinh nghiệm đấy thì các bạn nên đọc từ từ để làm nhé. Thì bây giờ chúng ta đọc lại bài này. Kino hajimete kuroi keshigomu o kaimashita. Hôm qua ấy, thì tôi đã mua cái cục tẩy màu đen, lần đầu tiên tôi đã mua cục tẩy màu đen. Reji no hito ga shiroi no wa tsukau to keshigomu ga kuroku yogorete iya da という hito ga oi kara kuroi no o tsukuta so desu yo to oshiete kuremashita. Câu rất là dài. Cái Reji no hito, cái người mà tính tiền cho tôi ấy, đã chỉ cho tôi đúng không nhỉ? Đã chỉ cho tôi là cái màu trắng ấy thì scarto cứ sử dụng ấy thì cái tẩy da nó sẽ bị gì đây, nó sẽ bị đen, nó sẽ bị bẩn đi, nên là nhiều người không thích đúng không nhỉ? Nhiều người nói là ghét, vì vậy người ta đã làm ra cái màu đen đấy, giống như cái màu trắng chúng ta tẩy nó sẽ bị đen đúng không đấy, đặc biệt là bạn nào mà bẩn tay thì càng làm cho cái cục tẩy nó bẩn thì là người ta làm cục màu đen nhá. Thế nhưng mà tôi ấy, mua bởi vì tôi thấy cái màu nó đẹp đúng không nhỉ? màu nó cool. Ryuo kite omoshiroi na to omoimashita. Nên nghe được cái lý do như vậy thì tôi thấy rất là thú vị. Vậy thì nó chỉ là đáp án số 4 thôi đúng không nhỉ? Chúng ta chỉ cần nhìn thấy mỗi cái phần này chọn được luôn. Một là gì đấy? Một là kuroi keshigomu wa tsukatta ato de keshigomu ga kuroku yogore nai kara. Cục tẩy đen ấy sau khi sử dụng thì nó không bị bẩn, nó không bị đen bẩn. Thì cái này là lý do người này giải thích chứ không phải là nhân vật tôi quyết định chọn vì vậy. Câu 2 là gì đây nhỉ? Là vì nghe được là có nhiều người mua, không phải. Câu số 3 là gì đấy? Kuroi keshigomu no hou ga ji o kirei ni keseru kara. Bởi vì cái cục tẩy đen ấy nó có thể tẩy chữ sạch hơn, không nói trên đoạn này nhá. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có câu 29 là đoạn số 4. Đấy, như vậy là các bạn có 4 đoạn học ngắn, mỗi đoạn đúng sẽ được bao nhiêu? 4 điểm. Như vậy tổng các bạn sẽ có 16 điểm nếu như đã đúng hết toàn bộ phần đọc ngắn này. Tiếp theo chúng ta sang bài đọc chung đúng nhỉ? Bài đọc chung thì thực ra nó cũng khá là dài, nó gần giống như bài đọc dài ấy. Bài này sẽ có 4 câu hỏi và mỗi câu là 4 điểm. Kore wa Keiti san ga kaita sakun desu. Đây là một bài văn do Keiti san viết. Chúng ta cùng xem nhé. Tokyo eki de atta hito, người mà gặp ở ga Tokyo này. Chúng ta khi mà những bài đọc dài này tốt nhất các bạn cứ đọc qua một lượt đúng không nhỉ? Rồi đến cái chỗ nào nó hỏi thì chúng ta sẽ lựa chọn, chúng ta tìm phương án luôn cho cái câu hỏi đấy. Senshu watashi wa tomodachi no ie ni asobi ni ikimashita. Tuần trước này tôi đã đi chơi đúng không nhỉ? Tôi đã đi đến nhà bạn tôi chơi. Iku toki ni, khi mà đi ấy, Tokyo eki de densha o norikaenakureba naranakatta no desu ga, thì phải gì nhỉ? Phải chuyển tàu điện ở ga Tokyo đúng không? Thế nhưng mà Tokyo eki wa hirosugite norikaeru densha no basho ga wakarimasen deshita. Đây là ngữ pháp sugiru là quá đúng không nhỉ? Vì cái ga Tokyo nó quá rộng cho nên là tôi đã wakarimasen deshita, tôi đã không thể nào mà biết được cái basho, cái nơi mà tàu điện nó, cái nơi có cái tàu điện mà mình sẽ norikaeru, mình sẽ đổi tàu đúng không nhỉ? Sore de, vì thế, cái từ nối rất là quan trọng nhé. Vì thế đúng không nhỉ? Memo motte eki no naka o itari kitari shiteimashita. Vì thế tôi đã cầm cái memo ấy và tôi gì nhỉ? Tôi đi, tôi lại đến, đây là đi đi lại lại, đi tới đi lui ở trong ga. Đấy. Doshio to motte komatte ita toki Yamada san toyu onna no hito ga koe o kakete kuremashita. Cái lúc mà tôi nghĩ là ôi phải làm sao đây đúng không? Doshio là làm thế nào đây? Đang rất là bối rối khó khăn ấy thì một cái cô gái tên là Yamada, cô ấy đã cất tiếng gọi tôi. Vậy thì ở đây các bạn thấy người ta đánh, người ta có một, đây là người ta bắt đầu hỏi đấy. Thì chúng ta xem câu hỏi là gì nhá. Đây, để đỡ mất mạch đúng nhỉ? Đỡ mất mạch đọc. Naze doshio to omoimashita ka? Tại sao lại nghĩ là doshio, làm thế nào đây? Thì nếu như đọc thì chúng ta biết được lý do đúng không? Một này. Tomodachi ga mitsukaranai kara, bởi vì không tìm thấy bạn. Chigaimasu, không phải. Đây là câu hỏi naze này, tại sao. Câu số 2. Machigaete Tokyo eki de densha o orite shimatta kara. Nhầm lẫn và xuống tàu ở ga Tokyo. Không có chỗ nào nói là nhầm lẫn đúng không? Và đã xuống tàu ở đây. Do vậy chúng ta sẽ không chọn đáp án số 2. Câu số 3 nhé. Noritai densha no basho ga
Wakaranai kara là vì gì nhỉ? Vì không biết nơi, vì không biết chỗ của cái tàu điện mà mình muốn lên. Chính xác, đáp án đúng là số 3. Nó có câu đấy luôn đúng nhỉ? Shiranai onano hito ni koe o kakerareta kara, bởi vì bị cái cô gái không quen biết gọi tên. Không phải, lúc đấy chưa có đề cập đến cái vấn đề đấy, do vậy đây cũng là chigaimasu. Đấy. Đây các bạn thấy này. Nó không biết cái chỗ mà tàu, chỗ nào mà đổi tàu ấy, nên là nó cầm cái mảnh giấy nó đi tới đi lui, rồi nó cảm thấy khó khăn thì phải là do nó không biết. Đấy. Thì xem đoạn tiếp theo chúng ta đọc là như thế nào nhá. Một cô gái tên là Yamada ấy cất tiếng gọi tôi. Yamada sawa eki no naka ni aru kissaten de ocha o nominagara watashi ga itari kitari shite iru no o mite ita sou desu. Bạn Yamada này ấy, thì bạn ấy đang vừa uống trà ở cái quán gì nhỉ? Nominagara là uống đúng không? Uống trà ở cái quán giải khát, quán nước ở trong ga, và bạn ấy nhìn thấy, bạn nhìn thấy tôi cứ đi tới đi lui như vậy, đúng nhỉ? Doushitan desu ka? To kikareta no de, bởi vì tôi được hỏi là doushitan desu ka? Tại sao thế? Có chuyện gì vậy? Thì tôi nói là gì đây nhỉ? Densha no basho ga wakaranai desu. Tôi không biết chỗ của tàu điện đúng không? To kotaetemasu. Kotaemashita. Yamada-san wa watashi ga noru densha no tokoro made issho ni itte kuremashita. Và bạn gì nhỉ? Bạn Yamada ấy, bạn ấy đã te kuremasu là làm gì cho mình đúng không? Bạn đã đi cùng tôi, đúng không? Bạn đã đi cùng tôi đến tận nơi mà cái tàu mà tôi lên, tôi sẽ lên đúng không? Đến tận cái chỗ mà cái tàu có cái tàu mà tôi sẽ lên. Rồi chúng ta thấy đoạn cũng khá là dài rồi, xem tiếp có câu hỏi ở trong cái đoạn như thế này không nhá. Câu số 31 này. Naze Yamada-san wa watashi ni koe o kakemashita ka? Lại một câu hỏi tại sao? Tại sao bạn Yamada lại cất tiếng gọi tôi, lại gọi tôi? Đấy, một này. Watashi ga itari kitari shite iru no mita kara, bởi vì nhìn thấy tôi đi tới đi lui. Chính xác, đúng nhỉ? Câu 2. Watashi to issho ni ocha o nomitai to omotta kara, bởi vì là bạn ấy nghĩ là muốn uống trà cùng tôi. Chắc chắn là câu này là câu sai, chigaimasu, đúng không? Tiếp theo câu số 3. Watashi o Yamada-san no tomodachi to machigaeta kara, bởi vì bạn ấy nhầm, đúng nhỉ? Machigaeru, bạn ấy nhầm tôi với lại bạn của bạn ấy, không nhắc đến, không chọn. Và 4. Watashi ga otoshita memo o hirotta kara, bạn ấy đã nhặt được cái mẩu memo của tôi, không có chỗ nào nói là nhặt được cả, đúng nhỉ? Do vậy chúng ta cũng không chọn đáp án này nhá. Rồi xem tiếp còn cái câu nào không. Naze ore o imashita ka? À chưa có. Vậy chúng ta sẽ phải đọc lên, đọc tiếp. Rồi đây. Yamada-san wa shigoto de Kyoto ni kite ite ima kara Kyoto ni kaeru to imashita. Yamada đã nói là đến Tokyo vì công việc và sẽ phải về, từ bây giờ sẽ phải về lại Kyoto. Watashi wa jikan wa daijoubu, daijoubu desu ka to kikimashita. Và nhân vật tôi đã hỏi là gì đây nhỉ? Thế thời gian giờ giấc có vấn đề gì không? Có ổn không? Có sao không? Yamada nói là Kyoto ni iku shinkansen wa takusan aru kara tsugi no demo daijoubu desu. Watashi mo gaikoku ni sunde ita toki iroro na hito ni shinsetsu ni shite moraimashita kara to iimashita. Và bạn Yamada này, bạn đã nói là gì đây nhỉ? Bạn nói là cái shinkansen mà đi Kyoto ấy thì bởi vì có rất là nhiều, cho nên là tsugi no demo, tức là ngay cả dùng cái chuyến tiếp theo ấy cũng được, cũng không sao đúng không? Một người rất là tốt đúng nhỉ? Đấy, sẵn sàng là bị muộn tàu chọn đi chuyến tiếp theo nhưng vẫn dẫn đường cho người kia đúng không? Cái đấy ở người đấy, người như vậy ở Nhật thấy người ta bảo rất là hiếm đấy. Watashi mo, bạn ấy kể lại là tôi gì nhỉ? Tôi khi mà sống ở nước ngoài ấy, thì cũng nhận được cái sự đối xử rất là shinsetsu, rất là thân thiết, rất là thân tình, rất là tốt bụng từ những người xung quanh đúng nhỉ? Watashi wa hontou ni arigato. Watashi wa hontou ni arigatou gozaimasu to ore o iimashita. Và nhân vật tôi thì đã nói lời cảm ơn, là thật sự là cảm ơn bạn rất nhiều. Rồi đọc luôn cái câu cuối cùng để chọn nhé. Densha ni notte hitori ni natta watashi wa Yamada-san no kotoba o omoidashite kokoro ga atatakaku narimashita. Lên tàu ấy thì nhận tôi, khi mà tôi lên tàu chỉ có một mình ấy
thì tôi nhớ về những cái lời của Yamada nói này, và Kokoro là trái tim tôi trở nên atatakaku, trái tim tôi trở nên rất là ấm áp. Soshite watashi mo Yamada san mitai ni to omoimashita, và tôi nghĩ là gì đó như là Yamada. Đoạn này là nó bắt chúng ta điền vào đây đây. Bây giờ tôi sẽ xem hai câu này nhé. Đoạn trên nói là gì đây nhỉ? Nói về cái việc mà gì đấy, bạn ấy sẵn sàng gì nhỉ? Muộn tàu đúng không? Để giúp đỡ bạn này. Còn đoạn dưới là nhớ lại những kỷ niệm và chúng ta cần còn một chỗ phải điền. Câu 32 này. Naze ore o imashita ka? Tại sao tôi lại nói lời cảm ơn? Câu 1 này. Yamada san ga Kyoto ni iku shinkansen ga takusan aru to watashi ni oshiete kureta kara. Bởi vì bạn Yamada ấy đã chỉ cho tôi là để đi cái tàu điện mà đi gì đây nhỉ? Đi Kyoto ấy thì có rất là nhiều, không phải. Đấy không phải cảm ơn bạn đấy vì bạn chỉ cho cái thông tin đấy đúng không? Câu số 2. Yamada san ga kaeri ga osoku naru kamoshirenai no ni watashi o annai shite kureta kara. Là bởi vì ấy cái đường về của bạn ấy có thể là sẽ bị muộn, thế mà bạn ấy vẫn chỉ đường cho mình. Chính xác rồi đúng nhỉ? Đây, ở đây chúng ta thấy cái cụm là gì nhỉ? Cái cụm là đường về có thể bị muộn là sao? Là cái thông tin bạn nói là có rất là nhiều nên là chuyến sau cũng không việc gì. Đấy, tức là vẫn có nguy cơ bị muộn nhá. Thế nhưng mà vẫn giúp đỡ cái người này một cái cách rất nhiệt tình đúng không? Thì là cảm ơn là bởi vì người ta giúp mình, chứ không phải là những cái thông tin không liên quan lắm như thế như một đúng nhỉ? Hay là câu 3 là gì nhỉ? Yamada san ga watashi ga noru yotei no densha no jikan no koto o shinpai shite kureta kara. Bởi vì Yamada ấy lo lắng cái việc là tôi lo lắng cho cái gì nhỉ? Cái thời gian mà cái giờ giấc của cái tàu mà tôi dự định lên, không phải. Câu số 4 này. Yamada san ga watashi no kuni no iroro na hito ni shinsetsu ni shite kureta to kita kara. Bởi vì sao? Bởi vì Yamada ấy đã nghe được là gì nhỉ? Đã nghe được là rất là nhiều người ở các nước, rất là nhiều người ở nước của tôi ấy, đã đối xử một cách rất là shinsetsu, rất là thân thiện, rất là tốt bụng, rất là nhiệt tình với tôi. Câu này cũng không đúng. Vậy thì câu 33 các bạn xem sẽ chọn mấy là hợp lý nhất nhé. Điền vào chỗ trống này này. Nani nani ni ireru no ni ichiban iibun wa dore desu ka? Ichi là shigoto o ganbaro, cố gắng trong công việc như là bạn Yamada. Gaikoku ni sunde mitai, muốn thử sống giống như bạn ở nước ngoài, giống như bạn này. Komatteru hito ni shinsetsu ni shio, giúp đỡ một cách thân thiện nhiệt tình những người đang khốn khó. Và 4 là Tokyo eki no koto o yoku shiritai, muốn biết rõ về cái ga này. Vậy chắc chắn là toàn bộ cái bài này đang nói về cái việc một người tốt giúp mình thì mình cũng muốn giúp được người khác giống như bạn đấy đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ phải chọn đáp án đúng là đáp án số 3, sam bang. Đấy, như vậy là đã xong 4 câu phần đọc dài đúng không nhỉ? Thì các bạn sẽ có thể có được mấy điểm? 16 điểm cho cái phần này, rất là nhiều. Tiếp theo đoạn tìm thông tin. Đoạn tìm thông tin các bạn sẽ có là môn này 6 có 2 câu, mỗi câu 4 điểm. Chúng ta xem nhá. Hamesu san to Maria san wa haru o tanoshimo ni ikitai to omotte imasu. 4月 ni okonawareru mono de omise no naka de ogaku o kiki nagara ohiru ni shokuji ga dekiru mono ga ii desu. Hamesu san tachi ga eraberu no wa dore ka? Hai cái bạn này, bạn ấy muốn đi cái này đúng không? Cái chuyến tham quan này, cái chuyến này này, và bạn ấy muốn đây những cái có số, có má, có thông tin này, các bạn phải tuyệt đối lưu ý nhá. Nó sẽ là cái rất là quan trọng để chọn được đáp án đấy. Cái thứ mà được tổ chức vào tháng 4. Đấy, trong đó con từ tháng 4 này là cái mà có thể gì đây? Là cái mà có thể vừa nghe nhạc này, vừa ăn cơm. Đấy, vậy thì cái được chọn là cái nào? Bây giờ chúng ta xem sang bên nhá, xem là cái nào là cái có thể làm được như vậy. À, trước hết là xem nó đưa ra những cái thông tin nào. Nó là 2, 3, 5, 6. Vậy thì những cái như là 1, 4 chúng ta không cần quan tâm, đúng không? Chỉ soi 2, 3, 5, 6 thôi. Đầu tiên xem 2 nhé. 2 là vào tháng 3. Vào tháng 3 này. Đây, ăn rồi nghe nhạc. Có ăn có nghe nhạc như vào tháng 3. Vậy là về mặt thời gian là không hợp lý rồi, đúng không? Phải là tháng 4 cơ. Như vậy là loại 3, loại 2 này. 3 thì sao? 3 là vào tháng 4, ok. Nhưng mà
Nội dung thì là piano ya violino concerto des, cái buổi hòa nhạc piano và violon không có ăn đúng nhỉ? Vậy thì nội dung này không thỏa mãn loại. Tiếp theo, năm thì sao? Năm là tháng tư, ok, hợp lý. Nhưng mà nội dung này, Maitoshi okonawarete iru omatsuri desu, lễ hội được tổ chức hàng năm này. Uta ya odori wo tanoshimimasho, thưởng thức những điệu nhảy và những bài hát. Không có ăn, đúng nhỉ? Nó chỉ thích ăn thôi. Vậy thì câu này không đúng, vậy thì còn mỗi là 6 thôi, đúng nhỉ? 6 này, vào ngày tháng 4, ok. Restaurant de shokuji o shinagara, vừa ăn ở nhà hàng, vừa piano, vừa thưởng thức piano. À vậy là hợp lý là 6. Đấy, như vậy là chúng ta sẽ khoanh đáp án số 4. Tiếp theo câu số 35. Jina san wa haru wo tanoshimo ni iko to omotte imasu. Bạn Jina này, bạn ấy đang muốn tham gia cái, đang định tham gia cái này. Doyobi ni ikitai desu ga, bạn muốn tham gia vào thứ bảy. Đây. Phải gạch từng cái một luôn, thứ bảy này. Atsumaru jikan ga 13 ji yori hayai mono ni wa ikemasen. Cái thời gian tập hợp ấy, bạn ấy không thể nào mà đi được cái nào mà tập hợp sớm hơn 13 giờ, đúng nhỉ? Tức là phải từ 13 giờ trở về trước, à trở về sau, đấy, còn sớm hơn bạn không thể đi được. Lưu ý cái này nhá. Và tiền ấy là từ bao nhiêu? Dưới 1 sen đổ lại. Vậy thì các bạn được chọn là bao nhiêu? 2 3 này, 2 3 4 này, 2 3 5 này, 3 5 này. Đầu tiên chúng ta xem 2 đúng nhỉ? 2 xem có được không nhá. Hai này, thứ nhất đấy là thứ bảy, ok, giờ tập hợp là bao nhiêu, giờ tập hợp là 13:50, vậy thì hai được đấy, hai thỏa mãn, vậy thì chúng ta sẽ loại được luôn đáp án số 4, bởi vì 4 không có hai, loại bởi vì thiếu hai này, chỉ còn 1, 2 và 3. Ba này may quá là có ba cả đúng nhỉ, vậy chúng ta không cần phải xem ba nữa, vậy chúng ta xem 4, xem 4 có được không. 4 nào, 4 thứ bảy đúng rồi, nhưng mà thời gian lại là 8 giờ ấy, không được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ loại đáp án số 2. Vậy bây giờ chúng ta xem tiếp 5 có được không nhá. Ờ 4 ở đây chứ, trên này mình lại gạch cái 5 đi. Cái 5 này, cái 5 là vào thứ, cái năm là vào chủ nhật đúng nhỉ, cái năm vào chủ nhật, do vậy là sai rồi, thời gian là không hợp lý rồi. Đó, như vậy của chúng ta là phải là đáp án số mấy, 1, chỉ có 2 với 3 thỏa mãn thôi đấy, cái này là có thằng 5 không hợp lý nhá. Đấy, như vậy là mình đã chữa một cách rất là chi tiết đề thi GPT N4 tháng 12 năm 2016. Hy vọng là các bạn xem kỹ và có thể rút ra những cái kinh nghiệm làm bài đúng không? Hay là những cái bí kíp, những cái mẹo gì đấy các bạn học được từ cái phần này. Thì đây là mình trình bày rất là chi tiết rồi. Thì các bạn cố gắng xem và ôn tập cho tốt nhé. Rồi, cảm ơn các bạn và chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần chữa đề lần sau.